Em thì trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời sinh viên. Sinh viên thì lúc đó còn giống như tấm chiếu mới vậy đó, mình còn nhiều nâu kinh nghiệm. Dạ em thì chưa có một mối tình chính thức nào. Chưa mối tình chính thức nào luôn. Dạ em chỉ có yêu đơn phương. Yêu lâu không? Dạ không lâu, nhưng mà từ hồi học sinh viên em đi học. Mà sao dễ thương vậy mà không có tình yêu? Tập trung học. Còn nếu như mà đi làm thì môi trường của em là bên kế toán, thì môi trường không có gì bạn nam. Bên đây là chưa có mối tình nào nha. Bên đây là một tấm chiếu mới tình. Chiếu mới tình. Bảo hành còn cứng nhắc. Bảo hành còn cứng nhắc. Còn cứng nhắc luôn. Anh có biết em và tấm gương nó khác nhau điểm gì không? Dạ không. Tấm gương thì nó dễ vỡ, còn em thì dễ thương. Trời ơi, cảm ơn anh. Thì anh thấy em thì cũng có nhiều tâm sự đó. Thì thật tình cờ thì anh cũng có bạn tâm tư. Em có nội niềm thiệt gì cứ chia sẻ, nếu anh biết anh sẽ trả lời. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Thì em tên là Nguyễn Thị Hồng Linh. Em năm nay 30 tuổi. Em quê quán ở Bình Định. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán trưởng cho một công ty thuộc tập đoàn Pháp ạ. Mời em trai. Dạ, lời đầu tiên chính phép em xin chào tất cả mọi người ở đây. Xin chào chú Cường Linh, rồi, chị Ngọc chào. Lan. Chào bằng nữ, một nữ đặc biệt bên kia. Và toàn thể quý vị ở đây là chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Vinh Phương. Mọi người hay gọi em là Phương Tử. Em năm nay 31 tuổi. Em đang làm thiết kế quảng cáo và kinh doanh tự do. Em quê ở Quảng Nam. Quê Quảng Nam, đang làm ở quận mấy Phương? Em làm ở quận 12. Quận 12. Về thành lập công ty quảng cáo xong rồi bên kia thu tiền thôi. Rồi chúng ta nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Em là người trung thực, hiền lành, chăm chỉ, cẩn thận và hòa đồng. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là hay suy nghĩ nhiều, dễ suy tư, với lại là giao tiếp không được tốt lắm. Nhà trai nghe rõ không ạ? Dạ, em thì khuyết điểm thì dáng người hơi nhỏ con, còn hơi rụt rè. Còn ưu điểm thì em là yêu trẻ con, thích làm thiện nguyện. Dạ, chào nhà trai. Em thì không có hút thuốc hay rụt chạy gì. Không hút thuốc. Dạ, lành mạnh. Đường tình duyên mình sao kìa? Đúng rồi đó. Em thì trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời sinh viên. Sinh viên thì lúc đó còn giống như tấm chiếu mới vậy đó, mình còn nhiều nâu kinh nghiệm. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách địa lý, bạn gái thì về miền Tây sinh sống lại nên giờ trở thành tấm chiếu cũ hả? Cũ rít rồi. Cũ rít hả? Rách không? Tơi tả. Tơi tả hả? Anh này anh có duyên lắm nghe. Làm quảng cáo mà. Để tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Chào con gái trẻ trung xinh đẹp. Dạ. Đường tình duyên mình sao? Dạ em thì chưa có một mối tình chính thức nào. Chưa mối tình chính thức nào luôn. Dạ em chỉ có yêu đơn phương. Yêu lâu không? Dạ không lâu, nhưng mà từ hồi học sinh viên em đi học. Mà sao dễ thương vậy mà không có tình yêu? Tập trung học. Còn nếu như mà đi làm thì môi trường của em là bên kế toán, thì môi trường không có nhiều bạn nam. Kế toán là phát lương nhiều lắm á, nên là quen nhiều bạn nam lắm luôn á. Dạ nhưng mà công ty của em là ít bạn nam. Ít bạn nam hả? Dạ. Rồi bên đây là chưa có mối tình nào bên nha. Bên đây là một tấm chiếu mới tinh. Chiếu mới tinh. Bảo hành còn cứng nhắc. Bảo hành còn cứng nhắc. Còn cứng nhắc luôn. Mong muốn có bạn gái như thế nào nói cho Ngọc Lan nghe coi. Em thì em nghĩ là không có một cần một mẫu hình lý tưởng, bởi vì em nghĩ là quan trọng là trái tim mình có đủ lớn hay không, ôn hòa, dễ thương và đáng yêu xíu thôi. Bên kia dễ thương lắm, đáng yêu mà giao tiếp hơi dở thôi. Sao dở được chưa chắc à? Ta nói vậy, nãy ta nói khuyết điểm ta vậy. Nhìn này không có giao tiếp dở sao, đâu nha. Sao vậy? Em thì cũng không, không có tài giỏi gì. Muốn tìm người yêu lý tưởng, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tiêu chuẩn của em là sẽ là cái một người có trình độ công nghiệp Việt ổn định, tức là thiên hướng về gia đình và không hút thuốc ạ. Có hút thuốc không? Không, tuyệt đối không. Không, không có bia rượu. Có thiên hướng gì về chăm sóc gia đình không? Dạ. Có, em yêu trẻ con. Yêu trẻ con. Không yêu người lớn hả? Yêu con phải yêu mẹ luôn à. Ai? Lo yêu với đứa thích rồi quên bả luôn đi, mệt lắm à. Em có điểm gì mà của người phụ nữ em không thích không? Rồi nó giống như mà nó liên quan đến vấn đề được mất thôi. Anh nghĩ là khi mà mình đã chấp nhận người phụ nữ thì có những cái điều tốt đẹp mình đã được tận hưởng rồi. Giống như mình đã đón nhận rồi thì những điều không thích thì mình phải chịu luôn. Mình cũng phải chấp nhận và mình cố gắng để thay đổi tốt hơn. Rồi, tốt. Không thích điều gì đàn ông? Lăng nhăng với lại gia trưởng. Nó lăng nhăng gia trưởng là mệt lắm, ai cũng không thích điều đó hết. Nhưng cái điều đó khó có nhận ra lắm. Dạ đúng rồi. Chừng nào khi về đó, cũng rồi. Dám nói trên đúng đây. Đúng rồi, nhiều khi về nó mới lòi ra. Đó. Đó, thôi cái đó là để do trời tính thôi, định mệnh thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Rồi, chào bạn. Dạ em chào anh chị, em chào chương trình Bà Muốn Hẹn Hò. Thì em là Minh Mẫn, là bạn thân, bạn tri kỷ với anh Phương Tử. Thì ngày hôm nay em đại diện nhà trai mong muốn rằng là sẽ kiếm cho anh trai của em một nàng dâu tuyệt vời. Và em nghĩ rằng đây là cô gái rất là tuyệt vời mà anh phải mang về cho ba mẹ bằng được. Có những cái tiêu chí rất là phù hợp với anh.
và một cô gái rất là phúc hậu. Không có gì để mà chúng ta ngăn cản cái sự duyên trời đã định. Ngày hôm nay chúng ta đã ra quyết định rằng là chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau luôn. Trời, và hãy bấm nút luôn. Cảm ơn. Quá dữ. Một đám cưới mời làm MC nghe. Làm MC thiệt hay gì á? Có làm MC không? Dạ em làm MC sự kiện. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Nghe hèn gì rồi. Nhưng mà sao kêu bằng Phương Tử vậy? Dạ Phương Tử là một cái tên gọi mà thân thuộc á. Bởi vì em với anh hay đi chùa. À. Có vợ chưa? Dạ em chưa. Có bồ chưa? Dạ chưa luôn. Rồi lên đây. Nhà gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với cô dưỡng em và anh hai luôn ạ. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh, dạ. Ngọc Lan. Chào nhà gái. Em trai bên đây thì cũng có nhỏ con, nhưng mà thì Quyền Linh thì cũng nhỏ con. Đáng lẽ nếu như mà có to con để trường siêu nó cân đối thì nó hay hơn. Nhưng mà giờ không có, nhưng mà thấy cũng được. Ok. Ok. Còn tụi con cứ cố gắng bấm nút rồi tìm hiểu thêm. Bây giờ dài cao gót là cho con trai mang cũng được, nên cô đừng lo. Còn thế hệ sau thì nó có sữa, nó uống cao dữ lắm, cô đừng lo. Giống muốn ha. Cải thiện thế hệ sau. Chứ còn không sao, bây giờ sữa bây giờ nó hay lắm. Cô thấy nhà trai ổn không cô? À, anh ruột đó hả? Trời ơi. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan. Dạ. Thì em là anh trai của Linh. Em quê em thì từ nhỏ giờ là chỉ lo học, không có mỗi mối tình dắt dai nữa. Tại vì em có gia đình rồi, không lo được cho em. Mong em có một cái may ấm để có một người lo lỗi cho em nữa. Cho nên là thực chất thì nhỏ con thì cũng không quan trọng, anh cũng nhỏ thôi, anh cũng không có cao. Nhưng mà quan trọng là người nào lo được cho gia đình, lo cho em. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là cuối cùng thì cũng không thể nói trước hết được. Thì anh nghĩ là nên cho nhau một cơ hội, cứ tìm hiểu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn nhà gái. Cho đôi trẻ gặp nhau đi. Dạ. Yeah. Ừ. Mở ra. Bước tới đi em trai. Thoải mái nào. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Em có món quà nhỏ tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn. Nhưng mà không lấy quà xong lật đật cũng đi về trời. Em có biết em và tấm gương nó khác nhau điểm gì không? À, dạ không. Tấm gương thì nó dễ vỡ, còn em thì dễ thương. Trời ơi. Cảm ơn anh. Thì anh thấy em thì cũng có nhiều tâm sự đó. Thì thật tình cờ thì anh cũng có bạn tâm tư. Em có nỗi niềm thiệt gì cứ chia sẻ, nếu anh biết anh sẽ trả lời. Khi anh gặp em thì anh thấy như thế nào? Em phù hợp với anh hay không? Không có một hình mẫu lý tưởng nào mà tuyệt đối để phù hợp với nhau hết. Em bây giờ thì anh nghĩ là trên có tuyệt vời rồi. Ngoài sẽ mong đợi của anh. Dạ. Anh ở Quảng Nam mà mình định cũng không xa. Dạ. Mình hẹn hò sao đó các bạn? Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tóc Mình gần sân bay. Anh ở quận 12. Gần. Dạ. Dạ xa. Không được, thuận đường. Em không biết là quan điểm tình yêu của em như thế nào đó. Dạ em thì muốn chung thủy, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, với lại là cùng phải tôn trọng nhau. Thì anh cũng không phải hoàn hảo gì. Anh có một cái câu thơ anh rất là tâm đắc của anh, tác giả Như Duyên. Ta không đợi mong ai bao hoàn hảo, vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu. Xin chắp lên đôi tay hồi bão, sống trong đời ý nghĩa biết thương nhau. Dạ. Không thấy đề cập tới vấn đề đưa người ta đi chơi vào thứ mấy, ngày mấy, rồi đưa đi chơi ở đâu? À, bình thường là em cuối tuần có được nghỉ không? Thường em là từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Được nghỉ? Dạ. Quá tuyệt vời. Anh thì ví dụ như làm quảng cáo thì làm theo show, ví dụ như theo những nơi khai trương rồi đó, thì có thể là nhiều khi trễ về, nhưng nhiều show anh có thể về sớm. Anh không làm giờ hành chính. Anh nghĩ cũng sắp xếp được rất nhiều thời gian. Dạ. Thì không biết quan điểm của em về con cái như thế nào ta? Có nghĩa là khi mà đã trở thành vợ chồng rồi á, thì cho dù có bận máy đi nữa, trong công việc đi nữa, thì mình cũng sẽ là người phải bỏ thời gian để mà nuôi dưỡng và chỉ dạy em con. Những nghĩa vụ và bổn phận vậy đó. Dạ. Và làm tốt vai trò mỗi người. Dạ. Bây giờ một bên nói trách nhiệm làm chồng phải làm gì với gia đình, một bên nói trách nhiệm làm vợ phải làm gì với gia đình. Làm chồng thì mình phải làm đúng nghĩa vụ của một người chồng. Giống như cái câu là người đàn ông nên là người đàn ông, người phụ nữ nên là người phụ nữ. Yeah. Đó, biết mình đang ở đâu, cố gắng trong chuẩn mực có thể, kể cả những cám dỗ phía ngoài thì mình phải biết mình đã có gia đình. Đó là giống như đã đạo đức rồi đó. Hai bên cố gắng để cùng nhau xây dựng gia đình phát triển. Yeah. Lập gia đình rồi thì em cũng sẽ biết chuẩn mực là mình ở đâu, có ở vị trí như thế nào. Mình cũng giữ cũng tròn bổn phận của một người đã có lập gia đình với người chồng của mình, với đứa con của mình và cả gia đình chồng nữa. Em trai bước tới nắm tay em gái đi, tức là đối diện gần một chút xíu nào. Xếp nắm tay. Dạ. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó.
cảm giác người đối diện thế nào, các bạn có nói thể nói lên cảm xúc của mình. Hiện tại thì tiếp em cũng chưa có đạt, nhưng mà em cảm thấy ở anh có một sự thật thà, chân thành. Bây giờ còn chuyện quan trọng nè, tiền ai giữ? Tiền thì đương nhiên là đưa cho em giữ rồi, vấn đề là em có giữ được hay không. Rồi ta làm kế toán hỏi tao có giữ được không? Nha. Anh sợ gió mạnh thì nó bay. Con lành rồi đó, tiền nhà gái giữ là ngon lành rồi. Dạ. Có nghĩa là có thể em cũng chưa có trải qua hết, nhưng mà ví dụ như đối với ba mẹ em đi, cả ba bà mẹ đều là người giữ tiền và họ có thể chi tiêu trong gia đình, và ngoại trừ những khoản chi lớn thì họ phải nói cho nhau biết, chứ cũng không nhất thiết là em phải giữ tiền. Dạ. Tùy theo hoàn cảnh mà mình thích ứng, thích nghe cho nó hợp lý. Dạ. Cảm xúc bạn trai thế nào đối với bạn gái hiện nay? Chỉ có thể nói là chấn động. Hát một bài tặng bạn ấy đi. Có một bài hát nhỏ anh mới sáng tác trong 2 ngày. À dạ. Anh đã chờ ngày này từ rất lâu, anh đi tìm mà chẳng thấy em đâu. Dòng đời trôi đôi lúc khiến anh mệt nhoài, cuộc sống cơm áo cứ ngỡ anh sẽ lạc lối. Ôi duyên lành hôm nay được gặp em chốn đây, với bao nỗi niềm chẳng thể nào nói ra. Một nửa bé nhỏ hôm nay đang hiện diện, nại cô gái em có ngại thương anh không. Về chung một nhà, chung một mái ấm, tình thương mến thương. Về chung một nhà, anh dắt em đi khắp cả thế giới. Giây phút này đây chính là khoảnh khắc định mệnh đôi ta. Cảm ơn cuộc đời, anh hứa sẽ yêu thương, bởi vì em xứng đáng được trân trọng. Xin thấy ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh gái có hát lại bài nào không? Dạ. Hát bài Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Một phút em ngần ngơ, một phút anh thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau chiên miên. Từ một từ xót sâu đến xe trên bờ mi héo mòn, một phút ta một ngần phút ngơ, ta nhìn nhau hẹn ước cho ngày sau. Đừng đợi chờ cơn mưa này nhé, ơi anh người, tìm ơi. Người ơi, vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, cùng tia nắng đầu tiên sáng ngời. Dạ, xin lỗi mọi người, em biết không. Tình yêu nó làm cho người ta quên tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Rồi hai bạn ngồi rồi, xuống hai đi. Hai bạn về chỗ chúng ta nào? Đưa ra quyết định nào? Dạ. Dạ, chị nói đi chị. Cho cô hỏi bên chỗ em trai một xíu. Để cháu trai thấy thử, hồi nãy nói em ở Quảng Nam, nhưng mà không biết là theo cái gia đình ở đâu, cái gì quê ở đây, cái cùng muốn biết thêm chỗ đấy một xíu. Gia đình em thì ở quê, còn em thì ở Sài Gòn. Mình tìm một sự lựa chọn nào tốt nhất thôi. Có thể là Sài Gòn, có thể là ở quê, hợp ý cả hai để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, tùy theo hoàn cảnh. Hiện giờ là em ở trong đây một mình đúng không? Dạ, em ở trọ mình. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Bên là trái kìa. Ngay bây giờ sẽ là thời khắc để cho hai bạn đưa ra quyết định cho chính bản thân của mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái có bấm không? Có bấm. Dạ có ạ. Có bấm hả? Mẹ đã đưa tay thế này rồi. Mẹ đồng ý trước rồi đó. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Dạ. Này, xin phép bác, cô và anh cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái điều gì với mẹ của Linh đi. Cũng cảm ơn rất tất cả mọi người. Con xin phép đại gia đình đã nhỏ của chúng ta thì cho phép con xin được quen bạn. Và con hứa sẽ cố gắng hết sức để có thể mà mang lại một hạnh phúc. Có thể là chưa là giàu sang nhưng mà là một cuộc sống đàng hoàng. Một nụ hôn đầu tiên. Dạ. Yeah. Con xin phép bác. Anh xin phép em nha. Dạ. Đúng rồi, phải có đam mê mới được. Không, cái này nó cũng dễ thôi, nó có cái công thức của nó. Mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là lanh lẹ thôi, chơi cái này để chúng ta có thể đỡ rung trước đối phương rồi. Chúng em gặp con kia. Tên là Phạm Đức Nhân, em sinh năm 91 và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, ở Tân Bình anh. Tân Bình mà làm về gì? Dạ, em đang làm về công việc là quảng cáo. Quảng cáo? Chuyên tổ chức event. Quê bạn, quê gốc là ở đâu? Dạ, quê gốc em ở Quảng Nam. Mời em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh.
chào toàn khán giả và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Hoàng Thụy Vi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên bán hàng và có một cái shop online riêng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể vẽ được rất là đẹp. Vẽ về cái gì em? Vẽ cái gì? Dạ, truyện tranh. Hôm nay có vẽ gì không? Dạ có. Vẽ vẽ gì vậy em? Cho mọi người xem với. Dạ. Quẻ hình tôi á. Đẹp quá à, vẽ rất đẹp luôn quý vị. Một lát nữa cho bạn trai coi. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ, em có thể nấu ăn rất là ngon. Nhược điểm của em là hay đi ngoài đường thì hay bị mất phương hướng và hay thay đổi quyết định. Cứ giống như là không biết đoán vậy ạ. Ví dụ như là mình bạn hẹn là ngày hôm nay là sẽ đi tới điểm đó, mình đã đồng ý rồi, nhưng ngày hôm sau là mình thay đổi là không muốn đi nữa. Kỳ vậy, chết rồi, mốt hẹn hò làm sao? Em trai ơi, nghe bạn gái chia sẻ vậy mình cảm thấy sao? Dạ, bối rối chị. Bối rối hả? Mốt hẹn hò gần tới nơi, thay đổi thôi đừng hẹn nữa. Rồi bạn trai, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì ngủ nhiều. Ưu điểm thì thích chơi những môn thể thao, thích đi du lịch. Khuyết điểm là ngủ nhiều thôi hả? Yeah, nhiều lắm mà nấu ăn dở. Có tật xấu gì không? Rùng quá không nhớ vậy. Chú Quyền Anh ơi, con cũng ngủ nhiều nữa. Hả? Hả? Con cũng ngủ nhiều nữa. Ngủ nhiều hả? Rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không mặc ăn gì hết. Ngoài ra mình còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ, dạ không. Nhiều đó thôi. Bây giờ mình nói về tình trường đi ha. Rồi. Dạ, em có đã từng trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì kết thúc vào năm em ra trường là em không quen nữa. Cái mối tình thứ hai thì em quen trên mạng cho nên là bạn đó không có được tốt lắm. Cho nên là em cũng không quen nữa, đã kết thúc cách đây hơn một năm. Rồi qua những cái mối tình đó mình rút kinh nghiệm gì không em? Giờ mình mong muốn như thế nào? Dạ, qua những mối tình đó thì em mong muốn là sau này sẽ gặp một người hiền lành, biết chơi thể thao, biết chơi guitar. Không có bụng phệ, đầu hói, răng khẽ. Từ từ em, để bên kia nghe, bên kia choáng nhiều từng món nè. Biết chơi thể thao? Biết. Biết chơi guitar? Biết không? Guitar không chị ơi. Không. Từ từ học. Không có bụng phệ. Không luôn. Nhìn em. Bụng hơi bự. Dạ, không có đầu hói. Không có đầu hói. Quá hói. Hả? À, anh có cao được 1m65 không ạ? Hơn 1m68. Vậy được. Em thích một người phải biết quan tâm đến bạn gái. Và khi mà quen nhau thì em muốn là gia đình của hai bên cũng biết nữa. Không giấu giếm ạ. Tất nhiên thì quen nhau thì gia đình phải biết rồi. Tại vì lên chương trình thì chắc ai cũng phải biết rồi. Đúng rồi. Những gia đình biết mà hàng xóm, bạn bè, khán giả cả triệu người biết luôn. Điều này khỏi lo. Nếu mà quen thì một tháng gặp cỡ khoảng 2-3 lần được không anh? Được chứ. Nói chung vậy? Sao tự nhiên em yêu cầu ảnh cứ một tháng có 3-4 lần vậy? Tại vì em thấy cái bạn trước á, sao mà cứ 3-4 tháng nhưng mới gặp một lần. Em nghĩ là không có thời gian thì cũng ham công việc như vậy. Bây giờ mình phải đòi một tuần 3-4 lần mình mới rút nhanh được. Bạn trai tình trường như thế nào em? Dạ, em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình sau khoảng sinh viên của mình. Thì cũng chia tay mối tình thứ hai cách đây được 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này thì cũng bận công việc nhiều quá, đâm ra cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, tìm kiếm ai hết. Bây giờ em muốn tìm một người bạn thế nào? Dạ, em thì cũng chỉ cần người biết nấu ăn ngon và nói có giọng nói dịu dàng. Người ở trong này và công tác tại trong này. Cao thì 1m53 trở lên là được. Mấy bạn kia cao 65 rồi đó, được không? 1m65 thì quá ok với anh. Bạn có biệt tài gì không? Dạ, em thì thời gian những lúc stress thì em hay chơi Rubik. À, có Rubik hả? Dạ, đúng rồi. Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ có, em. Có đem theo không? Dạ có. À, đâu bạn chơi thử coi. Cho chị qua coi với cái này chị khoát nè. Thường anh chơi cái này chắc phải tiếng mới ra. Mà em khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi. Hồi trước em chơi tùy Rubik nên Rubik mà nó trơn, nó dễ thì em chơi trong vòng 45 giây. Còn mà cục này thì em chơi cỡ chừng 1 phút rưỡi. Rồi đâu thử coi. Đâu, thử bắt đầu. Mấy cái này, người mà thích chơi này là họ tỉ mỉ lắm á. Dạ, cái này này nó sáng tạo. Nó có thêm một cái công thức của nó. Thôi, thua, mình không chơi được cái này đâu. Cái này cũng phải ghiền với đam mê phải không anh Linh? Đúng rồi, phải có đam mê mới được. Không, cái này nó cũng dễ thôi, nó có cái công thức của nó. Mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là lanh lẹ thôi, chơi cái này để chúng ta có thể đỡ rung trước đối phương rồi đó. Chúng em gặp cô kia em rung á, em cầm chơi cái này vừa chơi vừa nói chuyện.
Dạ. Rồi xong rồi đó hả? Dạ. Hay quá. Chà, để hỏi bạn nữ rồi. Ủa em biết chơi Rubik không? Dạ không. Rồi lúc mà em bị stress, em bị căng thẳng thì em sẽ làm gì? Em vẽ và đàn piano. Vẽ và đàn piano. Về mà hai đứa có gây lộn nhau, cãi nhau gì đó, đứa chơi đàn piano, vẽ, đứa chơi Rubik. Bây giờ mình có cái chuẩn người bạn trai, cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, dạ, giống như Kim Bum. Kim Bum là ai? Diễn viên Hàn Quốc à? Kim Bum là Kim Bum hả? Bên đây có Bum Bum được không? Dễ thương quá. Anh ở đây nó không giống Kim Bum đâu. Em không thích người đàn ông điểm gì? Dạ, xịt nước hoa nồng nặc. Em trai có xịt nước hoa không vậy? Dạ, có nhẹ. Có nhẹ thôi chứ không nồng nặc. À, với lại vô tâm, không có quan tâm gì bạn gái hết. Có không em? Dạ, không anh. Không có. À, đừng có gia trưởng quá. Đây không có gia trưởng, kia có da thịt thôi. Kia hiền lắm. Gì nữa? Mũi cao, thích mũi cao. Thích mũi cao. Tôi thích mũi cao. Lo tôi coi Rubik thôi mà chưa coi mũi cao không, lát qua coi lại. À, bây giờ mũi cao. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ 1-2 năm. 1-2 năm. Em có chịu đi làm dâu không? Được luôn đúng không? Khỏe. Cao không chị? Cao không? Cao được. Là cao. Bụng có bự không? Được. Hỏi không? Được, khoan để coi cái đã. Nhiều khi ngụy trang á, hiểu không? Được. Không, những người đầu hỏi là thằng Minh đó chị. Thông minh hả? Dạ. Em không hỏi, em cũng thông minh kìa. Mà bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ em thì chắc 1-2 năm rồi chị. Ừ, gia đình mình đang hối chị. Đang hối hả? Mình có sống chung với gia đình không em? Dạ không chị, không. Gia đình em đang ở quê. Có cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào không? Bên đây là nãy cái gì anh? Gì? Kim Bum. Kim Bum. Ờ, em có mẫu người lý tưởng không? Không chị. Chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Tiền cưới vợ. Tiền cưới vợ của em hay của ba mẹ? Dạ của em. Được rồi ha, không yêu cầu gì hết nha. Dạ không. Rồi, ok, hợp lý. Ta hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn tên Trí. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. À, về nhìn qua bạn nữ thì cũng rất là dễ thương, hiền, cũng rất là hợp với bạn nhân. Còn về quyết định thì của hai của bạn, em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. À, cảm ơn bạn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị sếp. Chị sếp. Chị sếp. Rồi cho gặp sếp em này. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Em thấy bạn trai cũng được, mà tùy duyên là hai đứa. Thấy hợp không? Hai người hợp không? Dạ xíu xíu à. Ủa sao vậy? 70% mà. Trời 70% là nhiều chứ, xíu xíu gì chị? Dạ còn 30% tùy hai đứa. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Kéo màn lên đi. Rồi các bạn cứ thoải mái nói chuyện đi. Em tên Vi phải không? Dạ. Yeah. Em tặng hoa ơn. Em cũng có này thì... à, cảm ơn. Coi cái quà của cổ là cổ tự vẽ đó, em coi đi. Dạ. Yeah. Nên Linh coi đẹp lắm. Dạ yeah, khá là đẹp. Bây giờ nói chuyện anh thấy em sao ạ? À, khá là dễ thương. Luôn không biết hỏi gì luôn. Hỏi ha, em thích ăn món gì, hai mình rủ nhau đi ăn chứ để hai đứa ốm quá. Nói chung về cái mặt ốm thì thấy hai đứa ốm cũng như nhau. Cảm nhận về nhau đi, cười hoài cưng. Vi thấy mình như thế nào? Dạ thấy em thấy anh cũng được. Vi ở Vũng Tàu hả? Dạ. À, Vi hay về quê không? Dạ có, thường xuyên. Vi ở quận nào? Ở quận 4. Mình thì ở trên Bình Tân. Nó cũng xa đấy. Cũng xa rồi hẹn hò sao? Thì thực ra thì mình cũng làm việc cũng bận khá là nhiều nên thời gian sắp xếp thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dạ không sao, 1 tháng 2-3 lần được rồi. Ừ, nói chung thì 2-3 lần là ít đó. Nên nếu như có cơ hội thì mình sẽ nhiều hơn. Dạ. Hiện tại mình ngồi với nhau mình cảm nhận về nhau như thế nào? Nhìn thẳng vào đối phương. Run. Thực sự ra nhìn là run, mà những người mà em run đó là những người em thích. Đó giờ em run nhiều không? Cũng ít khi lắm anh Linh. Tại vì gặp người mình thích thực sự là mình có cảm giác rung động ban đầu là run. Với lại có những khi mà có cái gì hồi hộp quá cũng hay run nữa. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về người đối diện? Em thấy anh cũng thân thiện, cũng dễ mến. Dạ cũng được. Rồi bạn trai nói một câu gì đi. Thật tình cảm nào? À, anh cảm thấy em là một người anh đang tìm. Thực sự là vậy, khá là dễ thương, nhỏ nhắn. À, anh hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu của em đề ra và sẽ không bỏ bê
Như em từng nói mối tình trước là 3-4 tháng mới gặp một lần, anh sẽ không để ra xảy ra tình trạng đó và sẽ luôn cố gắng vun đắp để cho tình cảm được bền chặt. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha, vài phút cũng để cho đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nhau, xem là trái tim của ta đã có thổn thức gì chưa. Suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai em. Đấy, dễ thương nha. Kỷ niệm lần đầu gặp mặt, mời bạn hôn bạn nữ một cái. Để cho xin phép gì? Xin phép ai? Xin phép em cho anh được hôn lấy má một cái. Chín năm chúng ta gặp nhau, dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh đọc đi. Thấy chữ hai rất vui. Ba chữ chín chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. Cảm ơn em. Đang cần đây. Điều đó chính là cái em. Anh có thích món quà không nhỉ? Quá thích luôn. Thích không biết bao nhiêu. Dạ, bây giờ em có thể đưa cho anh không? Được. Dạ. Anh cảm tạ. Mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết nguyên em sao nè. Coi như là họ quên mình luôn á. Em lần đầu tiên em neo đồng hồ. Không gian của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Chị nè, con gái này rất chu đáo, em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi là chị Danh Linh tạm ngủ chút xíu nha, tụi em cứ làm gì làm đi mà. Anh thưa anh Quyền Linh, nghe nha. Chị Hồng Vân. Rồi, em tên là Võ Văn Phụng, năm nay 31 tuổi. Hiện nay đang là công tác tại đại đội 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Bến Tre. Em đang mang quân hàm gì? Dạ em đang mang quân hàm là thượng úy. Rồi, em giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả khán giả gần xa đang xem chương trình của đài. Thì em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi, hiện tại là em là giáo viên mầm non và em đang công tác ở một trường quốc tế thuộc khu vực quận 7. Cô giáo mà lấy bộ đội thì quá tuyệt vời rồi ha. 29 với 31 cũng được lắm á Linh. Cũng hợp luôn á. Dạ. Em có thích người yêu mình là bộ đội không? Dạ em rất thích, cho là bởi vì em thích một cái sự nghiêm túc, một sự chuẩn mực về đạo đức, về tác phong. Em cảm thấy rất là hài lòng về điều đó. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì em là một người con của gia đình. Em là một người rất biết quan tâm và lo lắng cho người thân. Đặc biệt là em chăm sóc trẻ con và chăm sóc cho người lớn tuổi rất tốt ạ. Là một người rất là tôn trọng thời gian và em luôn giữ lời hứa của mình. Thì bên cạnh thì em có những cái điểm yếu, đó là em đang phấn khởi với một điều gì đó thì có thể là em sẽ nói chuyện hơi nhanh. Em có cái tài lẻ sở trường gì không? Ví dụ như hát hò, nhảy múa. Em thì không phải là sở trường gì lắm, nhưng mà em cũng rất là thích hát và thích làm thơ. Thích tạo ra những sự bất ngờ dành cho những người, nhất là những người thân yêu của em. Tức là em lãng mạn đó phải không? Dạ. Thôi, bên đàn trai. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu. Đặc biệt là làm việc tới nơi tới chốn, nói là đã làm. Sống thì giản dị, lạc quan. Khuyết điểm của em là ít nấu ăn hay là sống nội tâm tình cảm. Bên nhà trai tâm sự thì em có đồng cảm không? Em cảm thấy rất là hài lòng ở một cái ý là anh nói đi đôi với làm á. Bởi vì em là một người rất là giữ uy tín. Bây giờ em phải nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi em trai. Báo cáo anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, toàn thể quý vị khán giả, đường tình duyên của em trắc trở. Thì khi đến 18 tuổi thì em vào quân đội, thì môi trường ở đây thì rèn luyện tôi con người của em là trưởng thành hơn. Nhưng mà so với đó thì mối quan hệ của em thì với bạn nữ bên ngoài rất là thiếu thốn. Thứ hai nữa là nghề bộ đội là cái hy sinh nhiều cống hiến mà lại cần một người phụ nữ đi tìm hiểu với mình rất là khó. Nhưng mà đó giờ em có trải qua mối tình nào không? Dạ có anh, hai mối tình. Dạ có hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất là mấy năm? Chắc khoảng một năm. Người Tây của em mà em không biết. Đến lúc mà mình nhận ra thì mình đã ta đã đi lấy chồng rồi. Ủa gì đâu có sự chia tay đâu. Đúng không? Dạ. Trời, mối tình gì lạ vậy? Cái đó không có tính, cái đó không có tính được. Không có tính mối tình được. Dạ. Đến mối tình thứ nhì đi. Dạ mối tình thứ nhì thì em theo đuổi người ta nhưng mà người ta không thương em. Trời ơi, tội nghiệp không? Thiệt ông trái ngang dữ vậy trời. Mối tình gì đâu mà nó cạn kiệt, không có yêu được cái chơi vậy. Em sao em? Dạ em cũng đã trải qua 3 mối tình. Dài nhất và sâu đậm của em thì trải dài 5 năm. Thì có một lần anh quyết định là phải đi lao động hợp tác ở nước ngoài.
Đó, thì khi đi lao động hợp tác nước ngoài thì có một cái lý do của anh, và anh đã kết hôn và đã có gia đình, hiện cũng đang sinh sống ở ngoài nước ngoài. 2 năm sau thì em mới quen với lại một người. Bao nhiêu lâu quen được? Dạ 3 năm. Dạ. Trời ơi, em cũng bền bỉ quá ha. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Dạ, mối tình thứ ba là cũng gần 3 năm. Dạ. Vậy mà không đến được với mấy năm rồi đó. Bên đây là gần như không có năm nào hết. Gần như không có. Hai bên đối nghịch với nhau. Dạ. Còn chú ráng nha chú. Dạ. Hai cái mối kia nó lãng hòm mà. Bây giờ chú có tưởng tượng là cái người yêu của chú phải giống ai không? Có cái mẫu hình, mẫu lý tưởng nào không? Em không có thần tượng ai hết. Người đó là một, thứ nhất là phải là mắt kiến. Thứ hai là phải là cao hơn em một cái đầu. Về lẫn nghĩa đen, nghĩa bóng thì phải trình độ phải là cao hơn em. Tại vì mới chỉ huy. Thứ hai là có sự bồi dưỡng cho em để tốt thì cái nhận thức có thể giúp đỡ em trong công việc. Sao em thích người yêu đeo mắt kiến? Thể hiện cái sự tri thức. Trời ơi, có người đâu có tri thức đâu mà ta vẫn đeo mắt kiến. Đó là người bị cận, nó khác. Thôi chào chị, để Mỹ nói cho bà nghe. Cầu dạ. Được ước thấy đó, ước dạ. Đi mắt kiến, có một cặp mắt kiến rồi, một cái hơn một cái đầu thì người ta là giáo viên đó, kiến thức người ta cũng rộng rãi đó. Rồi chiều cao nhiêu nè? Chiều cao là không quan trọng, nhưng mà cái người phụ nữ này phải biết là cách cư xử cho nó lễ phép giữa hai bên gia đình, khéo léo và tế nhị. Em rất tính là tính rất là kỹ. Em có thích làn da bánh mật như em không? Da sao cũng được chị ơi, không có quan trọng màu da. Thương dạ. Ghê không? Sao không có da thôi. Lỡ dạ. Cái mặt mụn không rồi sao? Thì về nữa mua kem trị mụn, mới mốt hết mụn chứ lại tiếp. Thấy thương không? Còn em sao? Em muốn cái người yêu của em mà cao nhiêu nè? Chiều cao càng cao hay càng tốt thôi. Anh thấy á, nãy giờ những cái ý kiến của em đưa ra là bên đây có đầy đủ phẩm chất hết. Trời, cô giáo dễ thương quá. Đó, bởi vì đeo mắt kiến vô đúng là đẹp luôn á. Ông đó cũng cầu được ước thấy đó đúng. Bởi vì ông trời thương em á. Hai cái mối tình lãng nhất của em bây giờ hy vọng mối tình thứ ba nó có cái sự mà giao thoa qua lại đúng không? Anh thấy được đó. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ. Đây. Báo cáo anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Thì em đi với thủ trưởng cơ quan của em, và đặc biệt là đồng chí tiểu trưởng Nguyễn Đức Dẫn và ba rồi của em, và cùng toàn thể tất cả toàn thể chiến sĩ. Thưa anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Tôi đến từ Bến Tre đi hồi 2 giờ đêm. Trời tới ơi. Tới 8 giờ rưỡi mới đến đây. Mà ở đây giờ xin cảm ơn hết anh chị em khán giả với chị Quyền Linh với anh Hồng Vân. Giờ không biết nói gì hơn nữa. Tôi giờ cũng mừng. Hồi xưa thì mẹ nó sanh đẻ, mà khi mà nó sanh đẻ trưởng thành lên thì nó con của nhà nước rồi, nó đi ra đi khỏi nhà nay là 12, 13 năm rồi. Nó thương ai này thì tôi chịu nấy, tôi cũng không biết sao. Dạ. Dạ, cô giáo cũng đẹp. Đó, nghe chưa đồng chí? Dạ, nghe chị ơi. Xin hết. Dạ, cảm rồi. Ơn bác ạ. Mời chị Chi Huy à. Chị Chi Huy có ý kiến đi. Thưa anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì tôi là Nguyễn Đức Dưỡng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn của đồng chí Phụng. Thì đầu tiên là chỗ đồng chí Phụng là ở với tôi cũng rất là lâu rồi. Riêng đồng chí Phụng thì tính tình rất là vui vẻ như yeah. Anh chị thấy rồi. Yeah. Vui vẻ hòa đồng. Vừa rồi đồng chí Phụng nói đó, làm đến đâu là đến nơi đến chốn. Cô giáo thì tôi thấy thứ nhất là rất là xinh đẹp, trình độ học thức như vậy cũng rất là tốt. Trước khi mà đi tham gia chương trình thì chúng tôi có giao nhiệm vụ là hôm nay đồng chí Phụng phải kiếm về cho tiểu đoàn 4 một cô con dâu. Đó. Qua chương trình này thì cũng mong là bước đầu để cho hai người tìm hiểu, và hy vọng là sau này tiểu đoàn 4 sẽ có một người con dâu giống như cô giáo ngày hôm nay. Cô giáo viên đúng không? Bên hàng gán đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đến đây là nhất là có cô quản lý cơ quan em, 7 cô tiên xinh đẹp ở trường em đến ủng hộ cho em ạ. Trời ơi. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào hai bạn Thảo và Phụng. Thì em tên là Trần Thị Kim Xuyến, thì đang phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường. Trong công việc, Thảo là một cô giáo rất là hiền lành và chịu khó học hỏi. Về phía bạn trai thì mình có một vài nhận xét là bạn rất là chững chạc, cao ráo. Thì cũng mong là hôm nay hai em sẽ nhấn nút cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn gái. Cô giáo nói chuyện hay quá, thực sự luôn á. Thôi bây giờ đã đến giờ phút hai bên gặp nhau rồi. Hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không nhá. Mở rào.
tặng quà nào. Đứng lên, đứng lên, đứng lên tặng quà nào. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Dạ. Anh có ngày này anh tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bây giờ em xin phép em để quà xuống đây. Đây dạ. Chị giúp. Nhân dịp kỷ niệm ngày hôm nay, ngày 29 năm chúng ta gặp nhau, dạ. Thì em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. À, mà anh thấy cái chữ gì không? Anh đọc đi. Thấy chữ I love you. Ba từ chín chữ một ý nghĩa. Anh yêu em. Đó. Cảm ơn em. Để anh đang cần đây. Dạ, anh... Điều đó chính là sẽ dạ. Em. Anh có thích món quà không dạ? Quá thích luôn. Thích không biết bao nhiêu. Dạ bây giờ em có... Dạ, em có thể đeo cho anh không dạ? Được. Dạ. Anh sẵn sàng. À, mình ngồi ganh tị với cái tình yêu này luôn á, thực sự. Em chưa có biết liền đeo sao nữa nè. Coi như là họ quên mình luôn á. Thôi. Em lần đầu tiên em đeo đồng không hồ. Không gian này của họ. Em không có được chuyên nghiệp. Chị nè. Bạn con gái này rất là chu đáo. Em không biết như thế nào diễn tả được hết. Bởi vì thôi dạ. Bây giờ chị với anh Linh tạm ngủ chút xíu nha. Tụi em cứ làm gì làm đi. Mà nha. Anh có biết ý nghĩa của món quà em tặng cho anh? Anh biết. Em rất quý trọng thời gian. Anh cũng quý trọng thời gian. Mong cho hai đứa mình sẽ tìm đến chung một cơ hội với nhau. Dạ em nói chuyện rất hay ạ. Nhưng mà thứ nhất là em thì một người rất là quý trọng thời gian. Thì em chỉ có mong muốn thôi, anh sẽ dành những cái thời gian quý báu nhất của anh, dành nhiều nhất có thể theo khả năng để anh dành cho những người mà anh yêu thương nhất ạ. Nhưng mà anh thấy cái đồng hồ này nó hơi bị rộng đúng không anh? Đúng rồi, hơi bị dạ, rộng. Thì cái đồng hồ này nó mới thì nó hơi bị rộng, nhưng mà anh chỉnh sửa anh cắt á thì nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp. Em với anh mới quen nhau á, dạ. Thì mình cũng chưa có hiểu nhiều. Thì sau thời gian khi mà mình tìm hiểu nhau, mình sẽ chia sẻ rồi mình sẽ quan tâm thì mình sẽ chỉnh sửa và nó sẽ rất là tốt hơn. Dạ. Cảm ơn món quà vô giá của em đã dành cho anh. Em thật là quý giá biết bao. Em sẽ để món quà này không cho ai lấy cái đồng hồ này. Dạ. Chị đồng ý với quan điểm của em. Dạ. Em trên bó hoa có cái tấm thiệp gì đó lấy tặng bạn gái luôn đi. Báo cáo em là món quà này thì ngày tôi, okay. Thì món quà này em món quà tâm huyết của em nhất là em vô thành phố vào Hồ Chí Minh ngày hôm qua để tặng món quà này. Dù biết thời gian rất là quan trọng nhưng mà công việc hay là thể hiện sự tấm chân thành của anh đối với em. Mua quà ngày hôm qua nó cũng báo cáo nữa. Anh ơi, anh đọc trước em đi anh, mình đọc chung đi anh. Rồi, phụ nữ không phải để hiểu mà là để yêu. Nhận nhiều yêu thương trong đó có anh, đó là Hoàng Phụng. Trời dạ. Ơi, thấy thương. Dạ, tiếp đây thì dạ em cảm ơn anh. Khi đến với trường quay thì mẹ em điều kiện cũng ở xa, mẹ em không đến được. Nhưng mà mẹ em đã gửi một cái tình cảm, đó chính là một bài thơ do mẹ em tự sáng tác ra. Mẹ em nói là hôm nay và em thấy dành tặng cho anh. Đọc cho chàng trai đó nghe đi. Phụng thảo đẹp mãi duyên tơ, không hẹn mà chờ hạnh phúc từ đây. Duyên sẽ thấm tình bền như đá, hạnh phúc này đẹp mãi hai ta. Xin hết ạ. Để đối đáp lại gia đình nhà gái, anh cũng có tài lẻ bài hát và một bài thơ. Wow. Bài hát hết luôn. Đã yêu yêu hết mình. Cho một đồng hồ tay thật to luôn mà. Tại như kênh à. Xin là để cái đồng hồ này nó lỏng quá, tay em nó không có mất tự nhiên quá thì dạ. Anh thông cảm cho em nha. Mình về mình quá. Sẽ chỉnh sửa sau ha. Hai đứa làm luôn đi chương trình được của hai đứa luôn đó. Hai đứa tự nhiên đi không sao hết á. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con tiền không còn theo sóng, con tiền không còn xa bến, mai xa mù khơi. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng đôi bao nhân tình đang đổ vui đắm say. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được ý yêu mình em. Cái này gọi là tim em bị loạn nhạc. Hết rồi, hết rồi. Anh. Dạ. Yêu em nghe anh từ trong đáy tim em. Rồi, yên tâm, anh sẽ giữ trọn trong tim. Yêu em xin anh cho em tình yêu đừng cho dối gian. Xin hãy nói với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Dù bão xuân qua còn tươi mãi. Xin anh luôn yêu em như em hằng luôn mến anh. Xin hãy hứa với em rằng tình ta hôm nay ngàn sao không phai. Và mong sao trả lời anh nói
hòa nhịp thao trái tim của nhau. Hay không các đồng chí ơi, thủ trưởng? Quá hay. Tiếp em sẽ làm câu thơ nói về cô giáo. Anh ấp ủ mong tìm một người cô giáo là người nửa yêu thương của mình, có cái nghề cao quý, nghề tốt đẹp. Em là cô giáo anh thương, dạy trò chữ nghĩa trong đường lớn khôn, trồng cây làm đẹp nước non, trồng người làm đẹp tâm hồn nhân gian. Nghề em cao quý trong ngàn, quý em quý cả ngành nghề em theo. Trời ơi, con hay hai quá đứa nói lời. Bây giờ nè, hai đứa đứng nhìn mặt nói lời yêu thương đi được, tôi bấm nút luôn. Anh có cảm thấy là trái tim đang bị loạn nhịp không? Anh rất là bình tĩnh và tự tin. Trái tim này loạn anh nhịp. Anh nhìn em nè. Loạn nhịp nhưng mà anh thấy thì cái tâm hồn của anh với tâm hồn của em rất là đồng cảm. Thì anh cũng mong em cho anh một cái nợ để hai đứa tìm hiểu nhau, cùng đi đến một mục tiêu lý tưởng, cùng chung một chiếc xe và không cho tên nào đánh cướp. Với phương châm tôi tưởng anh là gì? Khi đến với chương trình, anh xem em là tất cả. Khi biết em rồi, anh làm tất cả để yêu em. Rồi, ôi hay quá. Em gái, em gái, rồi. Em gái nói. Vào mộng sâu cho lời anh nói, hòa nhịp theo trái tim của anh. Em hy vọng là những lời anh nói sẽ đúng với lại những gì nữa ngày hôm nay. Hay quá. Hung nụ huyên đầu tiên. Rồi, bấm nút. Chúc mừng. Đây là cặp đôi đầu tiên sau 7 năm bạn hẹn hò mà ông Mai bà Mối là người bấm nút. I'm so happy today. Tuyệt vời. Em thấy người đàn ông này có xứng đáng là một nửa mảnh ghép của em hay không? Dạ, chắc chắn là xứng đáng ạ. Đối tiếp với bạn em nói là ai vô em. Giờ em sẽ nói tiếng Hàn Quốc. Saga Hanita. Anh yêu em. Saga. Ôm nhau luôn coi. Trời ơi. Trời ơi. À, con cũng xin chào bác trai. Thì bác trai thấy là nếu mà tụi con cưới nhau sớm thì bác trai có vui, có đồng ý không ạ? Nếu mà con mình đã chọn được vậy là mẹ nó với ba nó đều mừng dữ lắm. À, nếu được là tiến hành tốt thì nào mừng quá mừng. Con cảm ơn bác rất nhiều. Mà thôi giờ xin lỗi thiệt, cháu Thảo là quê quán ở đâu à? Dạ con chào bác, thì con cũng đến từ là quê hương Bến Tre Đồng Khởi ạ. Là một điều rất là tuyệt vời về quê hương và rất là gần gũi để con tiện để chăm sóc mọi người thân trong gia đình. Nè, anh thông báo với em. Dạ. Cô giáo đây cũng là một đảng viên. Dạ. Nữ thì biết nấu ăn thì tốt. Chị cô ghi không biết nấu ăn. Biết. Biết nấu lúc được lúc không. Cái thì bữa nào cái lúc nào nấu được thì ăn, còn không nấu được thôi ra ngoài cũng hợp. Dạ, em tên Phương. Dạ, sinh năm 73 anh lên. 73. Dạ. Phương làm nghề gì? Dạ em hiện giờ em đang làm bên Provincial, bên bộ phận thu nợ. Thu nợ hả? Dạ. Hiền vậy sao thu nợ được? Lúc thu nợ có dữ không? Nhiều lúc cái công việc của mình đòi hỏi mình phải chút xíu mình có chút. Dạ. Chút xíu dữ hả? Chút xíu dữ. Rồi Phương làm bộ phận thu nợ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phượng, năm nay em 37 tuổi. Em đang làm công ty dệt may thắng lợi chị. Sở trường của em là em vui vẻ, hoạt bát, em thích đi du lịch. Khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn. Vậy hiện nay mình đang ở với ai? Em ở với mẹ và em trai. Vậy là rồi mẹ nấu ăn không à hả? Nấu ăn cho mình. Mẹ đôi lúc em cũng có vô bếp nữa. Đó bạn có quen được bao nhiêu người rồi? Mình không có nhớ anh nhưng mà... Nhiều quá không nhớ luôn. Không, không phải, tại vì nó độ cũng khoảng chừng 1-2 người gì thôi à. Chắc mình cũng hơi khó hay sao á. Anh khó là vấn đề gì? Bản chất của mình từ nhỏ đến lớn hơi cẩn thận, nó tỉ mỉ, nó cầu kỳ. Anh khó như vậy á, em thì dễ á, rồi liệu có mình có hòa hợp được không anh? Có nghĩa là giờ người ta nói có luật bù trừ đó em. Cái gì em cũng dễ hết trơn, ăn cũng dễ, mà nhất là ăn á, em ăn dữ lắm á. Em á, đặc điểm của em á là em nóng tính thôi, chứ nóng tính nhưng mà cũng mau nguôi lắm, dễ chiều em lắm. Tí như là mời em một món ăn nào đó là em dịu liền rồi. Em không bằng lòng gì là em nói liền, em nói tức khắc luôn, em phải nói cho ra lẽ, vậy là xong thôi. Chứ em không để trong lòng ấm ức khó chịu lắm. Có nghĩa đó là mình thẳng thắn thôi. Dạ đó, em cũng cộng, tí em phải la nữa. Em phải la trước. La nữa hả? Dạ. Cái đó không phải gia trưởng đâu, mà là tự nhiên là nóng quá em la lên vậy thôi. Từ trước tới giờ thì bạn đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em chỉ có một thôi. Có một là thời đi học á. Thật sự 37 tuổi là đã lớn rồi. Thật sự là quá lớn để mà chưa lập gia đình. Dạ.
thì lý do gì mình có tìm hiểu cái nguyên nhân không? Con trai em ta thích phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào, nhưng mà không, đây là lần đầu tiên em diễn đó anh ấy ơi. Anh chưa thấy trong siêu thẩm của anh là lần đầu tiên trong cuộc đời của em á. Vậy luôn á hả? Dạ, em chưa bao giờ bận đầm hay mà cao gót hết trơn á, nó không tự tin. Nhưng mà ở nhà gia đình mình có hối thúc mình nhiều chưa? Dạ có chứ, nhất là mẹ đó, nhất là mong con phải lớn lấy chồng. Mà thực chất ra là em sợ không ai hiểu được cái tính của em á, tại em nóng tính nè. Rồi em không biết làm gì hết trơn á, ngoài công việc. Cụ thể cái việc nóng, cái lần nào mà em nóng nhất á, cụ thể là cái chuyện gì? Có một lần á, bạn đó mời em đi chơi, xong khi trả tiền, anh nói anh quên cái ví ở nhà. Em lập tức em đập cái bàn, em nói anh muốn uống nhiều, anh muốn uống nhiều tôi cho anh uống nè, anh đừng làm gì đó với tôi. Đối với tôi á, mấy cái này là chuyện nhỏ, đừng có làm như vậy, kỳ cục lắm. Em bỏ đi một nước luôn. Không ai trả tiền. Em trả xong em ai đi. Trả xong dạ. Em đi. Nóng gì hao tiền tốn bạc. Rồi hôm nay đi thì có mẹ mình đi theo không? Dạ có. Bà mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ con chào cô. Chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ cô ơi, hồi trước giờ cô để sao cái đoạn dài vậy, không có bạn trai, cô không kiếm người mai mối trong gia đình hả cô? Khánh Phượng cũng có nhiều mối tình lắm dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là con bé nó hơi kém, tánh nó thì hơi nóng thật. Thấy hối thúc hoài không được rồi thôi tôi cũng cho qua, thì để cho tự cũng quyết định. Dạ. Cô thấy anh này thế nào? Ăn thua là hai người, nếu thấy hợp thì cứ việc tiến tới thì tôi ủng hộ thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh có đi chơi với người thân không? Dạ có, mấy đồng nghiệp làm chung bên công ty. Bên tổ thu nợ đó hả? Dạ, dạ nguyên mấy anh luôn hả? Nguyên một băng này luôn á hả? Quá dữ. Đi băng thu nợ vậy đó hả? Thấy lực lượng như là thấy thu được rồi đó. Dạ chào anh với chào chị. Bây giờ bạn cảm nhận câu chuyện với hai người, thấy họ có đồng quan điểm với nhau không? Có thể đến với nhau được hay không? Theo em thấy là anh với chị cũng có một nét rất là hợp nhau. Người dễ, người khó. Bởi vì có thể sống chung với được nếu mà tính tới chuyện tương lai. Rồi, cảm ơn bạn. Anh có yêu cầu gì với cô gái bên kia, anh cứ nói với cô ấy. Em chỉ cần cái người bạn gái trước hết là chung thủy. Không thích nhất là cái chuyện giả dối trong tình cảm. Những cái sau đó thì mình có thể mình xí xóa đi cũng được. Ví dụ nữ thì biết nấu ăn thì tốt. Kia cô ghi không biết nấu ăn. Biết nấu lúc được lúc không. Tất cả thì bữa nào cái lúc nào nấu được thì ăn, còn không nấu được thôi ra ngoài ăn chung hợp. Mình có cái yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Em á thì không có đòi hỏi gì hết á, chỉ là không có tính vũ phu thôi. Biết lo cho gia đình và công việc ổn định, vui vẻ và thích nhất là cùng nhau đi du lịch. Cả gia đình đi du lịch. Không thích vũ phu, không dạ. Thích gia trưởng. Có không anh? Dạ không có anh. Không bao giờ có đúng dạ, không? Cái đó cũng đừng bao giờ có anh ơi. Vũ phu gia trưởng là đàn ông mình hay mắc phải lắm ha. Tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Trời ơi cô dễ thương quá. À, rồi em, anh kia thật sự rất là chín chắn. Ảnh là rất là thật lòng mà đang đi tìm một nửa yêu thương của mình đấy. Em cũng hy vọng vậy, tại tuổi em cũng không có nhỏ nữa. Không, cũng còn trẻ dễ thương lắm. Dạ. Nãy giờ nghe anh bên kia nói có cảm nhận được gì không? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Còn tốt bụng hay không em chưa biết. Không tốt bụng nhưng hơi đòi nợ. Tại vì đâu đòi nợ là không có tốt rồi. Thu nợ là nói vậy thôi. Đó là thu nợ công việc thôi. Dạ. Đấy cũng đưa giấy tờ văn bản thôi chứ đâu. Còn ta không đưa. Tôi tả nợ tôi không phải vậy. Đó, bộ phận thu nợ. Dạ. Vậy thôi. Thật ra là như thế này, cái vụ nóng tính nó bớt chút xíu. Nè đây cũng nóng tính lắm mà mình phải bớt chút xíu. Dạ. Nam người ta thích cái gì đó gọi là yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hiếu cầu. Dạ. Nha. Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường. Dạ chào anh. Anh hứa là không có vũ phu nha. Dạ hứa. Không có gia trưởng nha. Dạ. Có gì mình trao đổi với nhau thôi, nam nữ bình đẳng anh nha. Dạ. Cho em hỏi câu tế nhị tí. Bây giờ thí dụ như mình kéo màn lên rồi mình kết hợp, mình hẹn hò với nhau được á. Dạ. Mà hợp nhau á thì khoảng bao lâu thì anh đám cưới được? Có lẽ chắc cũng một thời gian ngắn chị, thí dụ khoảng vài tháng để tìm hiểu thêm. Thôi vậy nói chung là nền tảng là cũng được anh ha. Dạ có cái móng rồi. Có cái móng rồi. Dạ. Dạ. Em bên nghĩ kia chỉ lo cái vụ mà thu nợ thôi. Em nghĩ chắc là được. Anh có thể diễn tả chuyện công việc của anh thu nợ là sao, nhiệm vụ của anh là sao. Ví dụ giờ anh đóng vai cái người mà đang thiếu nợ công ty anh đi. Anh dạ. Xuống anh đòi đi, anh nói sao? À, dạ thưa anh A, anh B gì đó thì em bên công ty tài chính của anh Sồ thì em xuống đây để nhắc về cái số nợ của anh hiện nay là 4 tháng. Biết rồi nhưng mà tôi không có tiền trả. Dạ thì bây giờ anh cố gắng anh thu xếp hoặc anh có thể anh cho em biết về cái tình hình kinh tế của mình. Tình hình giờ kẹt lắm rồi. Cụ thể giờ không có đồng nào để đóng hết trơn á. Em sẽ nhờ đến bên. Giờ ông làm gì làm đi, giờ ông làm gì. Bây giờ em
Nếu mà anh nói vậy em sẽ nhờ bên công an địa phương của mình hỗ trợ để cho bên công ty em thu hồi cái số nợ này. Tôi có gì đâu thu. Em mời anh lên bên công an khu vực. Không lên địa phương. Nếu vậy á, em gặp những khách hàng vậy á thì em sẽ về em báo cáo lại với công ty. À, sao vậy hiền khô à, em ơi hiền khô à, nghe nó thu nợ dữ dội chứ nó giận thấy hiền khô à. Mà không dám gì hết trơn. Sao rồi cái màn lên cố gắng chị nha, chúng ta có 2 phút. Nãy giờ tôi thử đóng kịch vậy coi anh hiền anh giữ thế nào đó. Không có giữ, yên tâm nha. Chào anh ạ. À. Anh ngon. Vâng, em cảm ơn anh. Anh là ở thành phố hay là ở quê? À, nhà anh ở Gò Vấp. À. Em ở đâu? Hồi nãy em ở quận 12 ạ. Gò Vấp, hai bên nhau. Hồi nãy em có nói rồi, hồi đó giờ thì em chỉ mặc quần jean với áo bùn thôi. Dạ đúng rồi. Giờ lần đầu tiên mình em gì anh đồng. Mà em diện chứ em chưa bao giờ diện. Tại vì hồi nãy em có nói là em dễ, anh hơi khó, nhiều khi sợ. Không, cái... em dễ lắm, chỉ có điều em nóng tính thôi. Cái lúc mà em nóng tính, em nói nóng lúc đó là em phải làm cho ra lẹ. Dạ, em phải làm cho ra lẹ. À, rồi xong qua lúc đó là thôi. Dạ, xong rồi. À, rồi. Xong rồi. Cái lúc mà em làm, cái lúc thì cái lúc đó anh cố gắng anh chịu đựng chút xíu. Dù giờ nóng quá quýnh luôn rồi sao? Quýnh thì cài cho quýnh luôn. À được. Rồi đâu dám đánh lại. Cái lúc mà em nóng thì dạ. Em cứ việc em nói thì anh sẽ cố gắng anh chịu đựng cho qua cái lúc đó. Thì ví dụ mình qua cái lúc nóng rồi thôi. Dạ. Phụ nữ mà anh mình phải nâng niu chứ. Cưng vợ không? Dù lấy vợ về cưng vợ không? Phải cưng anh. Nhìn bên đây nè, cưng đâu đây? Nếu mà anh có ý đồ lập gia đình đó. Ý đồ thấy đựng luôn. Thì anh là ở chung gia đình hay là mình ở riêng? Ví dụ anh lập gia đình á thì cái người vợ của anh có đồng ý ở chung thì mình ở chung, ví dụ cái thời gian đầu cái chi phí như thế nào đó mình có thể ở chung gia đình thì nó tiết kiệm cái chi phí lại được chút xíu. Thích ở riêng ở chung? Em thích ở riêng rồi. Tại sợ không biết nấu ăn rồi về gây khó khăn cho không em. Cũng sao, ví dụ mà ăn cơm hộp cũng được, cơm bụi cũng được em. Anh nấu nha. Cái gì nấu được nấu, còn không nấu được thôi kệ. Tóm lại em thấy anh sao? Em chưa thấy khuyết điểm nào hết. Trước mắt là vậy phải không? Dạ. Cái thời gian ngắn quá thì... Dạ. Giờ sao em không nghĩ ra lên này. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút? Chuẩn bị. 1 2 Và 3. Hết thời gian. Đổ vào nhẹ nhõm anh ạ. Con rất là hiền, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhìn mắt thôi, chạm mắt nhau cũng đã biết rồi. Tôi cảm nhận là chị ấy là một người rất là tốt. Hãy lo lắng và chăm sóc tốt cho chị ấy nha. Dạ. Anh có thể cầm tay chị được không? Cái này là công ty anh nói chứ không phải em nói nha. Công ty anh biểu hưng đi. Em ngại quá. Chừng nào hôn không? Chừng nào hôn báo cho anh. Chừng nào hôn báo cho anh Linh. Trời ơi, chừng nào hôn báo luôn chi. Máu meo gì lắm. Dạ. Cái quan điểm nó càng không hợp nữa. Dạ, nhưng mà con nít, người lớn là có quyền áp đặt con nít, nhưng mà con nít mà cãi người lớn là hổn. Dạ, đúng không? Cãi nữa, dạ. Ừ, cảm ơn chị Hồng Vân nha. Không có cho gì. Xem đằng mắt đằng gái nha. Chị khó quá. Chửi hoài à, chửi từ sáng chiều vô trong phòng cũng còn chửi nữa. Em lớn em dạy cho em út rồi cho nó ngoan. Sao con nói cho chú nghe đi. Con không muốn người như chú không? Tại vì chửi từ sáng đến chiều không? Dạ chú ơi, hồi nãy anh đã có nói là anh đã thích một người con gái dễ thương á. Ừ. Dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? À, coi tâm hồn đúng không? Dạ. À, ở đây bạn trai nói cái đẹp ở đây á có thể bao gồm luôn cái đẹp cả tâm hồn luôn. À, da đẹp, người đẹp, mặt đẹp, tâm hồn đẹp luôn đúng không? À, dạ chú Vy Linh. À, hồi nãy con bổ sung xíu. Là cái chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Ừ. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. À dạ, tại vì sao đã yêu cầu cái tư duy là critical thinking? Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì bạn trai bạn gái đã có mặt sân khấu nha. Mình bắt đầu trao đổi thông qua cái hàng rào này nha. Dạ. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quốc, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp là kỹ sư tự động hóa, làm việc ở quận 1. Quê em là ở Đắk Lắk. À, dạ. Nguyễn Anh Quốc. Dạ đúng rồi. Nãy giới thiệu tự động Nguyễn Ái Quốc. Dạ.
Rồi mình giới thiệu đi nào à, cưng. Dạ. Dạ con chào, lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh trai nhà bên và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, hiện tại đang công làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Yeah. Làm gì em? Dạ em làm chuyên viên phòng đào tạo sau đại học anh. À sau đại học hả? Đào tạo sau đại học. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình, dạ quê con ở Bình Dương chú. Bình Dương luôn, làm Bình Dương luôn. Dạ. Ở đây quê Đắk Lắk làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À dạ đúng đó. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Nhóm K. Dạ. Nhóm K. Rồi điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ thì theo nghe nghiên cứu của em á thì người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại cái khách hàng. Khi mà gặp một cái đối tượng khách hàng đến á thì người ta sẽ chia làm 4 nhóm và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim. Thì 4 con chim đó là cái gì? Đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú, tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này. Một thứ nhất là một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm, một cái là hướng nội và hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Nhóm con cú sống về đêm. Dạ à, thì cái nhóm, cái đặc điểm của cái nhóm này á là thiên về những cái chi tiết và những thiên về những cái khoa học kỹ thuật. Cái góc nhìn của họ là thiên về một cái gì đó mang tính là nó rất là logic phải. Dạ đúng rồi, logic. Ừ. Thì tại sao lại phân loại cái nhóm này? Tại vì ở giữa các cái nhóm với nhau thì người ta cũng có cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ như con chim đại bàng nhìn với cái nhóm mà ví dụ chim bồ câu chẳng hạn, thì cái con chim đại bàng nhìn cái con công à con chim bồ câu á là nhóm yếu đuối. Dạ. Còn ví dụ như mà con bồ câu, bồ câu nhìn lại con đại bàng á thì mạnh mẽ. Là dạng giống như kiểu là máu lạnh hay là dạ. Chú thuộc nhóm bồ câu. Dạ. Rồi. À, điểm mạnh rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có. Điểm gì? Thì bất cứ ai thì em nghĩ là cũng có điểm yếu. Thì ví dụ như cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ nói làm giật mình mấy lần. Nói đoán sai không à? Dạ, tại vì cái câu trước với câu sau của em là nó bị vấp với nhau á. Dạ. Bị nhíu lại đó. Ừ. Rồi, bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ, thế ngồi đây có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ, con không biết gì hết cô. À, chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ, em muốn biết anh. À, thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chỉ cho. Đây có chuông đâu bấm. Đâu, tức là nhấn nút á, rồi về dạ. Chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Dạ. Rồi, cưng giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu á, thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay. Với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Thì do dự, không quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi. Tại vì mình có mấy mối tình rồi. Dạ, con có quen 3 bạn bằng tuổi. Lúc mà con còn đi học thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3. Còn mấy bạn sau, 2 bạn sau là quen khi mà con học đại học. Dạ. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ, quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay con nhiêu rồi, nãy chưa nói mà. Dạ, năm nay con 24 tuổi. 24 tuổi, dạ. Yêu học trò, tình yêu học trò. 3 mối tình học trò. Dạ, nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi á, thì cái bạn bằng tuổi, bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ, nên là con muốn yên tâm, bạn nam. Bạn bên kia 26 mà. Bạn đây 26 rồi. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Thật ra là em có 4 đến 5 mối. Nhưng mà...
26, 4, 5 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24, 3 mối. Chàng mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4, 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học. Ủa quen mỗi lần quen yêu vậy mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ, tại cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Nhoáng thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, có mối tình nào lâu dài không? Dạ thì cũng có, thì khoảng 4-5 tháng gì đó. Là em hồi em học đại học Bách Khoa Đà Nẵng, thì em ở chung ký túc xá với bạn là cũng có đăng ký chung vào cái lớp học võ. Dạ. Thì bạn tập phía trước mình á. Dạ. Thì kiểu giống như là lâu ngày á cũng có cảm tình. Dạ, vừa nói chuyện thì lúc đầu là em chủ động nói chuyện, sau đó rồi em đi xin số điện thoại từ cái chỗ bên ban đăng ký học võ. Dạ. Rồi. Nói chung cũng đi đến đâu đúng không? Nói chung có 5-6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Không tới đâu đâu. Cũng không đi đến đâu đó. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Một mẫu hình lý tưởng đó. Thì trong cái đơn đăng ký của em á thì em chỉ ghi có 2 dòng thôi, thực ra là ghi có 2 dòng à. Dòng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp và thứ hai là làn da đẹp. Đó. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Tại vì em ghi nhiều quá cũng khổ cho ban chương trình tìm kiếm người nó phù hợp. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. Là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ mặt đẹp. Là mặt đẹp với lại dạ. Da đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Mẫu bạn nam mà con mong muốn hả cô? Dạ. Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người trung thủy. Dạ. Trung thủy. Mấy người thích đẹp không biết có trung thủy không nữa nha. Dạ. Ai không thích đẹp? Người ta là thích. Người ta thích với sự trung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là em trung mấy thủy người lắm thích đẹp ta không trung thủy. Dạ. Ai không thích đẹp, trung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Mắc cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng người ta ngồi rồi. Đi đây nè. Vô đi. Mắc cười thiệt. Mắc cười. Nói giờ coi đó là nghe. Trai tôi đẹp không? Đẹp trai không? Dạ. Đẹp trai không chị? Nhưng mà tại sao không chọn có duyên? Không chọn em mà đẹp. Đẹp theo em đẹp là như thế nào? Cái tiêu chuẩn đẹp của em á. Thì em cũng rất là đơn giản là một bạn dễ nhìn thôi. Tức là kiểu giống như là hợp nhãn thôi. Không có yêu cầu cao. Chung đẹp là dạ, đẹp đó. Đẹp, đẹp, đẹp giống là ai trong showbiz? Thực ra thì em thích cái mẫu kiểu giống Taylor Swift. Dạ. Taylor Swift trời ơi. Mẫu đó đẹp ngoại hạng rồi. Cái đó ngoại hạng rồi, nói không có được nữa rồi. Mẫu đó ai cũng thích hết trơn. Dạ. Có không? Mà nó có giống mẫu đó không? Không. Bên đây tôi thuần túy Việt Nam. Đâu? Tôi qua coi đàn gái coi. Dạ. Đây, gia đình nhà gái tôi là người dạ, Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Rồi, 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò, vớ va vớ vẩn. Biết rồi, bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè? Để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi gì còn mối tình nữa đó. Dạ, con suy nghĩ là sau khi mà quen 3 bạn nam đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính con nít lại. Đó. Dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Giờ bây giờ bớt tính con nít lại ha. Vì mấy bạn kia là bằng tuổi thành ra cái suy nghĩ ngang tầm nhau. Cho nên là thấy là không có hay bị cãi lộn, hiểu không? Còn cái thứ mà nhỏ tuổi hơn á mà cứ cãi người lớn á là thấy không có được. Yeah. Móc quá. Không? Lắm. Dạ. Cái quan điểm nó càng không hợp nữa. Dạ, nhưng mà chị, là dạ, nhưng mà con nít người lớn là có quyền áp đặt con nít, nhưng mà con nít mà cãi người lớn là hổn. Dạ, dạ em không cãi nữa. Dạ. Em cảm ơn chị Hồng Vân nha. Không có gì. Cho xem đằng mắt đằng gái nha. Chị khó quá. Chửi hoài à, chửi từ sáng đến chiều vô trong phòng cũng còn chửi nữa. Em lớn em dạy cho em út rồi cho nó ngoan. Sao con nói cho chú nghe đi, con không con muốn người như chú không? Tại vì chửi từ sáng đến chiều không? Dạ chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đó thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? Coi tâm hồn đúng không? Dạ. Ở đây bạn trai nói cái đẹp ở đây á có thể bao gồm luôn cái đẹp cả tâm hồn luôn. Da đẹp, người đẹp,
mặt đẹp, tâm hồn đẹp luôn đúng không? À, dạ chú Quỳnh Linh. À, hồi nãy con bổ sung xíu. Là cái chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. À dạ. Tại vì sao để yêu cầu cái tư duy là critical thinking? Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Thì giống như mì cay vậy đó hả? Dạ. Tại vì con là thuộc nhóm K, là dạng mà nghiên cứu nhiều cái nó phổ quát và mang tính có khi là nó hơi lý thuyết. Thì cái cấp độ của tình yêu của con á, là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình, thứ hai là bạn đời, thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn, đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười hay các thứ. Thì cái đặc điểm ở cái giai đoạn này á, thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. À, còn cái giai đoạn thứ hai á, là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau. À, và có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn hai này rồi. Còn cái thức cuối cùng á, là giai đoạn ba, đó là bạn đạo. Bạn đạo thì con là kiểu người là cũng có thích kinh doanh. Dạ. Thì sau này ví dụ như bạn nữ bên kia sẽ con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư. Thì đầu tư vào cái khoản như thế nào thì hai bên sẽ cùng thảo luận hay cái đó. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. À, dạ. Bây giờ theo chú á, là mình tìm bạn tình trước đi, còn bạn đời từ từ, rồi dạ. Bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn, là bạn đời là mệt lắm. À, bạn thì... gái mệt luôn á. Dạ. Nha. Giờ nói chuyện tình yêu đi. Dạ. Thì tại vì con sẽ bạn ấy, hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi chín chắn đúng không? À. Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á, thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Tức là anh muốn như thế nào, rồi cái mẫu người anh như thế nào, rồi cái hướng đi tiếp theo của anh như thế nào. Không phải là tới lúc mà anh quen đã đời xong rồi anh bảo là không hợp một câu, không hợp rồi chia tay rồi nó chốt quốc ra. Dạ. À rồi, coi như là quen là phải rõ ràng từ đầu cuối. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Để sau này nó được, tôi với anh không hợp. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi, hiểu tình rồi. Yêu có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Câu này rất là khoa học luôn á. Tính toán cách khoa học luôn á. Là chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Chú giờ chú nghe nãy giờ chú cũng rối theo cũng cô. Rối luôn rồi đó. Không bây giờ vậy đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Nguyễn Linh, cô Hồng Vân và quý vị khán giả. Con là bạn của Ngọc Thảo ạ. Và nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Sau giờ làm thì bạn còn tham gia giảng dạy ở các lớp học tình thương. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nhưng mà nói về bạn nam bên đây thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Mà anh có chia sẻ thì anh sống vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Nên nếu mà anh có thể ghép đôi được với bạn của em thì anh có thể chia sẻ, nếu mà bạn em hướng nội thì anh có thể chia sẻ cái phần hướng ngoại, và nếu bạn em hướng ngoại thì anh có thể chia sẻ cái phần hướng nội. Anh không có hướng ngoại nha, anh là người hướng nội và lý trí. À đúng rồi, đúng rồi đó. Dạ, nên là tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán, nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể đúng giúp rồi, bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Dạ. Ok, em nhất xin trí. Hết ạ. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba em, bà nội em và bạn em. À rồi. Dạ. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Văn. Dạ, và dạ. Chào nhà gái bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. Tôi đến từ Đắk Lắk. Cao Nguyên Hùng Vĩ. Tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Yeah. Yeah. Rồi cho hỏi ý kiến bà cái bà ngoại hả? Dạ, bà nội. Bà nội ba.
Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu mà cho vài câu chứ, đi bà. Cháu chứ, cháu dâu chứ. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á. Mà được con cái là được nhất là con cái là đồng quần. Đàng hoàng. Dạ. Sạch sẽ. Dạ. Đàng hoàng sạch sẽ. Con người phải mát mẻ. Dạ. Mát mẻ, đàng hoàng, sạch sẽ. Hạnh phúc. Dạ. Gia đình. Dạ. Bà nói nhiêu rồi bà? 82. 82 tuổi hả? Bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Dạ, chúc bà khỏe nha. Chúc bà sức khỏe. Thôi, bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng sau. Anh có muốn quà tặng em thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Dạ. thì đây là cuốn sách của có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn, tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tôi cô cầm vô. Dạ. Hoa này đẹp quá. Dạ, em có muốn mời một em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Mở ra coi. Wow, cái bút đẹp quá. Dạ, con anh. Cảm ơn em. Rồi, hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. Dạ. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường không, hợp cái đó là do em chọn. Tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ đúng không anh? Ok ok. Anh tự nhiên gặp anh cái em quên hết từ ngữ để nói thôi. bình tĩnh. Vì anh là nhóm ca, anh ghê lắm á, nhóm ca là cú đêm á. Anh thấy hết, anh biết hết á. À, anh thấy em sao? À, ok. À, đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. À, thì qua những cái chia sẻ của em thì thực ra thì trong cái khoảng thời gian rất ngắn này anh chưa thể đánh giá được. Ừ. Một xíu nữa bấm có gì bấm nút thì về anh đánh giá giùm cho. Dạ. Em thấy anh rất là hoạt ngôn. Được, vậy okay. Có phải là những bạn nữ mà từng quen anh trước kia á, mấy bạn nữ bị ấn tượng bởi cái sự hoạt ngôn của anh không? À thì anh cũng chia sẻ như thế này. Thì lúc trước là anh hồi nãy á, một trong hai cuốn sách mà thay đổi cuộc đời anh, mà thay đổi cái tính cách của anh rất nhiều là cái cuốn đấy. Thì một trong những cái bí quyết của Tony Robbins ở đây là gì? Thành công đến từ cái năng lượng của bạn đủ lớn mà để bao trùm cái người đối diện đấy. Thì cái bí quyết thì lúc trước thì thực ra thì thời sinh viên anh cũng giống như các bạn khác của khối kỹ thuật á, là nó kiểu có cái gì nó rụt rè, nó ít nói và kiểu nhát gái á. Thì anh nghĩ cái cuốn sách đó sẽ giúp đỡ em rất nhiều, là cái giúp em tự tin hơn. Dạ, thật ra là em cũng không phải là thuộc cái tiếp người nhút nhát, mà tự nhiên hôm nay em lên chương trình em bị khớp á anh. Rồi em gặp anh cứ nói, rồi anh có những cái lý thuyết của riêng anh á, những cái lý thuyết đó làm cho em cảm thấy là anh ở bên đây mà em ở bên đây á. À thì lúc đầu anh có phân tích rồi, anh là thuộc nhóm K nên thành ra nó kiểu nó hơi hàng lâm hay là cái thứ á. Yeah. Thì có thể em là của cái nhóm khác, nhóm phía bên tình cảm hợp cái gì đó. Trong 7 giây đầu tiên em nhìn thấy anh có cảm nhận gì về anh? Em thấy anh hơi nói nhiều. Thì anh em cũng... xin lỗi. Ok, không sao, thì tại vì thực ra thì anh không có nói nhiều đâu. Yeah. Anh chỉ nói nhiều khi thứ nhất là bắt buộc phải nói, thứ hai là
mình nói ra mà thay đổi được một cái điều gì đó, tức là ra một cái hướng giải quyết chứ không phải là một cái câu trả lời. Vậy đối với em á, khi mà anh gặp em á, anh nói nhiều, anh hoạt ngôn là do nguyên nhân nào? Thì anh nói em đó, thì cái cuốn sách đấy đó là bắt đầu từ bạn làm muốn làm gì phải có năng lượng. Dạ. Yeah. Có năng lượng mới có thể truyền. Dạ. Yeah. Rồi anh bây giờ vào cái chuyện hẹn hò đi. À. Trời ơi. Dạ. Có chuyện lý thuyết không? À, thì ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Yeah. Thì cái thời gian nào mình rảnh rỗi được nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Thứ hai là anh muốn hỏi là em có thích đọc sách không? Tại vì cái câu nãy như anh chia sẻ là anh thích một cái người mà có cái tư duy critical thinking á. Ừ. Ví dụ như em nói em không thích đọc sách thì sao? Thì không sao, thì mình cũng có thể là tập hoặc là ấy, tại vì đọc sách rất là tốt. Theo cái người Do Thái á, thì trí tuệ của người Do Thái nói là sách là một cái kho báu mà không có thể ai đánh cắp được. Ừ. Tiền bạc có thể mất nhưng mà trí tuệ ở trong đầu rồi không ai thể ăn cắp được. À. Dạ. Yeah. Ok chứ? Dạ. Yeah. Quan điểm về tình yêu hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi bên. Em muốn nói trước hay anh nói trước? Dạ anh nói trước. Anh nói trước đi mà. Yeah. Thì thực ra là anh cũng có tính trước rồi, tức là anh sẽ hướng theo hướng là lối sống riêng, tức là double income, no kids, tức là giai đoạn đầu á. Thì double income no kids tức là hai người có cùng thu, có một mức thu nhập mà sau đó hai người sẽ nuôi chó hoặc nuôi mèo mà chưa có con vội. Tại vì một cái chi phí để nuôi con hiện nay là về chi phí về ăn uống, về chi phí về giáo dục, về rất là tốn kém, mà cái đó có thể kéo lùi cái tương lai của mình. À, thì anh nghĩ là cái phần đó mình có thể lùi xa ra. Rồi còn ví dụ như em thực ra anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy. Dạ. Thì anh muốn xem cái cách nghĩ của em á. Dạ, thì em dĩ nhiên là không, mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ con hỏi là nếu với cái quan điểm như vậy thì bạn nữ có đồng tình không hay là không đồng tình? Bởi vì bạn này là cưng đọc sách nhiều lắm này đúng không, và cái cuộc sống của bạn trai là bạn rất là có một cái gọi là những cái chiến lược cụ thể trong từng thời điểm, từng mốc một, thì với cái cách như vậy thì có hợp với con không, thì con nói cho bạn nghe. Dạ đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc theo một tiếp người tình cảm, nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á, là em dành cho công việc thường hàng ngày, và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Rồi, okay. Dạ. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Tại vì anh sợ là một anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được là tiếp theo ông sẽ làm gì và ông có bỏ mình hay không? Dạ. Dạ. Anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập với anh. Là okay. em anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Yeah. Không, đúng ra bạn trai nói đúng á, bạn trai là người hoạch định rất là rõ ràng. Yeah. Đây cũng là một cái công thức mà anh nghĩ rằng nhiều người phải hướng tới. Nếu không có hoạch định rõ ràng á thì cũng thấy tương lai mù mịt lắm. Bạn nói đúng á, nếu mà gặp người phụ nữ nào, gặp người đàn ông á, không biết rồi ngày mai sẽ ra sao, làm gì, hoạch định sao thì cũng hơi lo. Nhưng bạn trai này thì hơi sâu chút xíu. À, cũng phải dồ dập nha các bạn, tính rất là kỹ. Nên gặp những người này cũng rất là yên tâm luôn á. Yeah. Em gái thì có vẻ còn quá trẻ để nghĩ đến những cái điều như thế. Em còn
coi như là mới khởi đầu trong tình yêu phải không? Rồi còn công việc, rồi còn vui chơi với bạn bè nữa đúng không? Dạ. Và em là người cũng là người quản trò tốt á. Em là người cũng nói nhiều mà sao bữa nay là không nói gì hết. Hai cái người này gặp nhau sẽ bổ sung cho nhau rất là tốt đó. Một người rất là hoạt bát khi mà tham gia những chương trình quản trò rồi những cái chương trình cộng đồng. Một người thì hoạt bát khi mà nói về những cái dự định cho tương lai, những cái hoạch định đó. Hai người này kết hợp nhau rất là hay. Có lẽ mới gặp em hơi bị giống như nó hơi lạ đúng không? Yeah. Ngay cả anh cũng thấy lạ nữa. Nhưng yeah. mà thấy hay. Yeah. Hay đó, lạ mà hay. Hay mới lạ mới hay. Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn anh. Đó, theo anh là như thế. Thôi bây giờ này nè. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nó cho nó vui để cho ta giải tỏa đi cái không khí nó giờ đi. Chỉ có một yeah. bạn mình này nói thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi, bắt đầu hai bạn đứng lên chơi cái gì đó chẳng hạn. Em quản trò mà thì anh nên làm gì đây? Dạ bình thường á là em quản trò cho mấy bé nhỏ nên... Rồi anh là bé nhỏ đúng rồi, coi bé nhỏ đi. Đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời. Khi nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em, còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé đừng chính làm kìa hành kìa, động. Bé kia dạ. chính kìa bé đó đó. Dạ rồi. Dạ rồi xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Dạ. Có phải run nhỉ? Dạ con run quá chú ơi. Dạ, có điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết rồi. Đó hết rồi, tôi nói dừng luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi nói nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Hát anh một bài. Anh hát bài gì cũng được, một con vịt chẳng hạn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin dạ. mời. Thực ra thì anh rất là không thích hát và anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Giấc mơ Chubby. Dạ, cảm ơn. Okay. Vẫn nắm tay không dạ. buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhô quanh đồi, một mái chăn nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chubby. Khi rung lên, vài sợi dây đàn đá đong đầy, hồn người Jack Clay. Ôi Jack Clay, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chubby. Ai yêu rừng xanh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chubby. Tôi nghe Chubby không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chubby trở thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chubby. Cảm ơn anh rất là tự tin. Thôi gái hát đi. Cảm ơn em. Rồi thôi bây giờ nói một câu gì đi để trước khi bấm nút nè. Dạ. Con... em nói với bạn đi. Nãy giờ chứ bạn bị khớp với em lắm. Dạ. Ừ. Thì cũng sorry. Thì tại vì cái thời gian anh gặp em ở đây thì cũng chưa có nhiều và cũng chưa có thể tìm hiểu hết được của nhau, thì anh nghĩ là hai bên nên cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Ok. Yeah. Ok. Rồi trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha. Lúc đầu anh cũng hơi lạ với cậu này. Như càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Một cái suy nghĩ khác, nếu như cái tuổi như cậu này á thì họ đi tìm đến những cái hiện đại nhất, những cái trò chơi, những cái gì đó. Nhưng cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình, hoạch định rất là rõ ràng. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ đó là gì, lý thuyết một là một cái khác xa với thực tại đó. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại, không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Trên giấy tờ nó khác lắm, ra đời đi nó khác xa vô cùng luôn. Nhưng mà cũng thú vị, hy vọng rằng là với một cái
suy nghĩ của bạn gái cùng với suy nghĩ bạn trai sẽ kết hợp tạo thành một cái suy nghĩ vững chắc cho tương lai hơn nữa. Đó cách chia sẻ của anh thôi, còn quyền quyết định thuộc về hai bạn ha. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút, còn mình không rung động thì mình không cần bấm, để nút bấm nó cho người khác. Dạ. Quyết định bằng trả lời bằng nút bấm. Bằng nút bấm nha. Nói nghe nè bé trai. Cưng á, biết sao không? Cưng sống tức là trong tình yêu á, đôi lúc á mình lý trí quá là nó cũng không hay đâu. Nó phải cảm tính chút xíu á, nó mới thú vị. Thật sự. Ừ. Giống như là mình phải có một chút khám phá, chứ còn cái gì mình cũng phơi bày ra hết thì nó không còn thú vị nữa. À dạ. Ha. Rồi, để tay vào nút bấm. Dạ. Bên tay trái á kìa Quốc. Quốc Thảo. Một bên một diễn viên rất là nổi tiếng. Đó tìm cái cách nào mà gần nhất có thể coi đây nè, đây nè. Đây nè. Ngồi đây, ngồi xích vô, ngồi sát vô luôn. Sát vô. À sorry. Nó đó. Thấy chưa? Rồi chưa? Rồi. Cái nút nó có ấy không vậy? Rồi bấm luôn rồi đó. Thảo bấm rồi đó. Ủa Quốc bấm rồi đó. Rồi yeah. Thảo bấm luôn rồi đó. Không cần đếm luôn. Yeah. Được đó. Tình yêu nó phải vậy. Yeah. Nó phải cảm tính một chút được. Anh được rồi. Đưa tay đi nào. Nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào để xen tay vào. Dạ. Đây xen vào như thế này nè. Xinh quá. Xen tay vào thế này nè. Quốc đúng rồi. Đây một anh chàng phải nói rất rất nhiệt tình nha, rất là năng động luôn. Vấn đề là nói với chị Vân hồi nãy đúng đó. Và chị Vân nói là cần kết hợp một chút tình cảm vào đấy nó nhẹ nhàng. Ngoài lý trí ra chúng ta còn sống vì con tim nữa. Dạ. Thành ra là hãy kết hợp hai thứ ra lại. Thì em rất là tuyệt vời luôn đấy. Anh nghĩ rằng đấy, với những hoạch định đó, với sự hỗ trợ của nhiều người thì em sẽ thành công đấy nha. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn nha. Rồi, chúc bây giờ hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Cho anh xin nhé. Nói gì? Xong trái tim rồi giữa trái. Nè em ơi, có gì không? Dạ hết rồi. Có nói chung dễ. Rồi, để anh kiểm tra thử xem sao nha. Chào bạn gái. Dễ thương quá. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương như vậy. Hơn 55 hả? Dạ không anh, em mới có 1.5 à. Mình năm đúng luôn, đúng tiêu chuẩn mấy năm được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ. Đúng rồi, nói chung chiều cao quan trọng là tấm lòng phải không hả? Bước vô đây dạ, phân là dư 5 phân à. Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc hả? Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó thấm vô người, nó hôi luôn. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao chứ hả? Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm nha. Gì? Ôi, gì vậy? Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Mà anh Linh là có mùi đàn ông hả? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt, bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Em ít khi ghen lắm. Bởi vì tại sao nói như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng. Thành ra bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia, cũng có giao tiếp này kia. Mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đặng Tuấn Anh. Tuấn Anh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu nhưng mà quê gốc em ở ngoài Bắc. Hiện nay bạn làm công việc gì? Công việc của em hiện tại là em đang làm cho một công ty xây dựng. Em là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Làm việc ở Vũng Tàu, ở Vũng Tàu luôn hả bạn? Dạ không, em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Ở quận mấy? Dạ nhà em nhà thì ở Tân Phú nhưng làm việc ở bên Thủ Đức. Trời ơi, sao lòng vòng tùm lum cái gì vậy? Tân Phú. Vũng Tàu, Tân Phú, quận nhất hả? Ở đâu? Thủ Đức. Thủ Đức hả? Công ty bên Thủ Đức. Xa vậy hả? Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Phú Yên và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc là phòng mua hàng ạ. Phòng mua hàng? Dạ. À, làm việc ở đâu em? Dạ, em làm việc ở quận 9 và em ở Thủ Đức. À, vậy là cũng đâu gần, có dính được Thủ Đức, quận 9 là cũng gần đó. Dạ. Rồi, điểm mạnh. Tuyền 24 tuổi hả? 28. Dạ 28 tuổi anh ơi. 28. À bên kia là Tuyền nha, bên đây là Tuấn Anh nha. Dạ. Còn đây là Quyền Linh nha. Rồi, chúng ta bắt đầu công việc. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Tuyền? Dạ, ưu điểm của em là người rất là hoạt bát và nhanh nhẹn, năng động, cũng nhiệt tình trong công việc nữa. Nhược điểm của em là em nói rất là nhanh. Với lại mà ra chúng đài thì em nói rất là nhiều. Em có thích hát karaoke nên mỗi lần mà em hát một mình thì em hát hơn 3 tiếng đồng hồ. Hả?
Bây giờ em thử hát ba phút coi, em hát gì ba tiếng ngồi em ngồi hát mình lên em 3 phút vậy hả? Ba tiếng vậy hả? Dạ. Hát hết bài này qua bài nọ vậy hả? Dạ, hát hết bài này qua bài nọ. Nhà em không chắc hát 3 tiếng ta đi hết trơn luôn á. Rồi hát thử một đoạn nào đó mà em thích. Rồi. Dạ, em xin hát bài hát cô gái đến từ hôm qua rồi. Một đoạn ạ. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng của nỗi thơ. Hèn chi hát 3 tiếng là đúng rồi, giọng hát rất là trầm ấm ha. Rồi đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Đó là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm. À rồi còn cái khuyết điểm gì nữa không? Em rất thích ăn uống nhưng mà em nấu ăn không được ngon. Mà đó là lời nhận xét của bạn bè thôi. Tuy nhiên em thấy là mình nấu cũng ngon. Nó ngon món gì? Ví dụ ngon những món gì? Dạ như quê em là nổi tiếng là hải sản thì em nấu là chủ yếu là các món cá với lại cua rồi ạ. Cá cua, cua là hấp thôi, cá hấp luôn hả? Hay dạ sao? Không, cá ngừ, sốt, cà chua. À, tưởng đâu ạ, cua hấp, cá hấp là đặt lên sở trường của em chứ. Dạ. Rồi, giờ hỏi cho vui vậy thôi ha. Rồi, mời bạn Nam. Dạ, em thì không có ưu điểm gì nhiều, nhưng mà nhược điểm thì hình như là hơi nhiều. Rồi. Một vài cái cụ thể thôi. Dạ, thứ nhất là em hiện vẫn còn đang hút thuốc, chưa bỏ được. Hút thuốc? Hút ngày nhiều không? Không nhiều anh, ví dụ như công việc nó mà suy nghĩ nhiều căng thẳng quá đúng không? Đúng rồi. Còn em có điểm yếu nữa là về cái mặt những cái gì về âm nhạc hay nghệ thuật á là em nó không quen em. Đúng rồi, em không quen nó cũng không quen. Không có bà con gì hết. Dạ không có bà con gì hết. Rồi. Về cái ngoại ngữ cũng vậy, em biết chút chút. Nó lớn xíu em ơi, bên đây không nghe được. Dạ. Về nói chung là về âm nhạc bạn ấy không bà con với ai hết. Về ngoại ngữ thì có người biết người không. Dạ đúng rồi, có người biết. Còn sợ còn em cũng có tính hậu đậu á, kiểu như là đi làm cái gì mà ví dụ tính em là muốn làm ngay ví dụ như mà có cái việc gì đó là muốn làm ngay thì nhiều khi nó làm vội quá thì nó sẽ dễ hỏng việc, tức mình từ từ chậm chậm lại thì nó sẽ dễ thành công hơn hoặc dễ làm dễ được hơn, mà tính em nó lại muốn làm ngay nên là nó nhiều cái nó cũng dễ hỏng. Vậy thì phải có một người kèm em. Đúng rồi. Có người kèm nó đỡ hơn. Còn ưu điểm thì em chỉ được cái tính em nó dễ gần, dễ tiếp xúc với mọi người. Hiền nữa đúng không? Cũng hơi hiền. Hơi hiền. Nói chung là trong công việc hoặc là trong cái gì á, nếu mà em giúp được thì người khác nhờ thì em sẽ giúp nhiệt tình, giúp hết mình. Thì còn rất hình như hết. Thôi bây giờ em chỉ thấy có nhược điểm lớn nhất là bỏ thuốc thôi. Dạ, à. Em có hứa với mẹ là nếu mà có bạn gái là em sẽ bỏ. Rồi, hôm nay hy vọng là người ta sẽ bỏ nha. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì được ba mối tình. Khá dữ ta. Ba mối tình là nào dài nhất? Chắc là mối tình dài nhất thì nó là thời kiểu học sinh á. Còn học sinh bỏ qua đi. Dạ. Còn mối tình mới nhất đây nè. Mối tình mới nhất thì chắc được hơn một năm và bọn em chia tay cũng khoảng 2.5 năm rồi. Lý do? Công việc của em là nó đi xa mà bạn nữ thì ở ngoài miền Bắc nữa. Em thì có xu hướng là muốn vào trong này lập nghiệp và gần gia đình ở trong này hơn. Thì hai đứa nó không đồng quan điểm. Nhưng mà nói chung là lỗi cũng là do nam nhiều hơn chứ không thể nào trách các bạn nữ. Tốt, nam biết nhận lỗi là tốt. Chia tay xong đừng đổ thừa bằng nữ được rồi. Coi như sao mặt hết lòng với lại cái quan điểm nó không có hợp với nhau ha. Dạ đúng rồi. Thôi mời bạn gái. Dạ thì em trải qua hai mối tình chị. Tất cả là đều thời sinh viên hết. Mối tình thứ nhất là tụi em quen nhau 3 tháng. Mối tình thứ hai là được 3 năm. Dạ. Quen 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Bởi vì lúc ra trường thì bạn nam là muốn về quê lập nghiệp. Nhưng mà quê là ở Hà Tĩnh. Cũng xa, mà em thì lại muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên tụi em cũng quen xa và chia tay. Rồi từ đó đến nay là được bao lâu rồi? Dạ, từ đó đến nay là 5 năm đó chị. 5 năm? Dạ. 5 năm qua không có ai để ý mình hết trơn hả em? Có thể có người để ý mà em không để ý người ta. Còn có người em để ý mà người ta không để ý em. Khổ ha. Dạ. Cái người theo tình thì tình, phụ tình thì tình theo ha. Cái người bởi vậy ta nói khó ghê. Bởi vậy mới nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò. Dạ, đúng rồi. Rồi bữa nay muốn tìm người như thế nào? Dạ, em muốn tìm người, em cũng không có mẫu người lý tưởng nào nhưng mà về ngoại hình là cao hơn em, phải 1m65 trở lên. Rồi. Vui vẻ, hoạt bát, không có, đừng có nói nhiều quá, tại vì em nói nhiều rồi.
Ngoài ra là anh đó là phải chững chạc đó chị, trưởng thành. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai đeo quá nhiều trang sức. Đeo trang sức hả? Bên kia có đeo trang sức không? Con trai mà đeo trang sức nhiều thì cũng là hơi nữ tính hả anh? Hài, hài hòa lắm. Bên đây không có đeo gì trơn á. Dạ. Ngoại trừ đeo một cái trang sức là mắt kiến thôi. Yên tâm. Dạ, đừng có mùi cơ thể quá nặng. Mùi cơ thể hả? Dạ. Chờ chút. có mùi gì vậy? Không, mùi hàng rào, không phải. Nói chung là chưa có mùi gì, phát hiện mùi gì hết. Còn gì nữa? Dạ, bạn trai đừng xăm chỗ ạ. Hả? Xăm chỗ quá nhiều xăm anh. Xăm chỗ dạ. Hả? Không có. Có chỗ, chưa có xăm. Không có xăm gì hết. Dạ, không xăm gì hết. Dạ, dạ được rồi chị. Được chưa? Dạ được chị. Dạ đủ chuẩn hết rồi ha. Dạ. Bên bạn trai đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của bạn gái? Thôi 70 thôi anh. Mấy? Chi cao dữ vậy? 80. Thôi lấy 70 thôi. 70%. Từ 70 trở lên. 70 là tốt rồi. Dạ. Ngon lành. Vượt mức trung bình rồi anh ơi. Rồi yêu cầu của bạn trai thì sao nè? Dạ em á. Yêu cầu của em thì nó đơn giản lắm. Em thích tuyết người phụ nữ nó vừa hiện đại vừa truyền thống. Sao cái này khó à? Đó. Không, em là người hiện đại và truyền thống anh. Hiện đại là sao mà truyền thống là sao? Có nghĩa là bạn nữ, bạn ấy cũng hoạt bát, năng nổ, cũng tiếp xúc ở bên ngoài nó thoải mái. Nhưng mà ví dụ về gia đình ấy, thì cũng biết trên biết dưới, biết chăm chút cho gia đình. Hiện đại cũng biết vậy, đâu phải hiện đại là người ta không biết cái điều đó đâu. Đó thì em mới nói là nó dung hòa giữa hai cái là được, không cần biết bên nào nhiều, bên nào ít. Đó. Rồi. Đấy, thứ hai thì ngoại hình thì em cũng thích bạn nữ cao 1m55 trở lên. 55 chắc chắn rồi, không bao giờ ai cao 1m49 hết trơn. Còn gì nữa không? Da trắng trắng một xíu thì da tốt. Da trắng. À. Còn thí dụ như về tóc tai, quần áo hoặc là bạn ấy xăm hình hay không thì em không quan trọng. Tại vì xăm nó cũng có một chút đẹp. Nên là em cũng thích xăm nhưng mà chưa dám xăm thôi. Xăm trái tim hay giữa trán. Đẹp lắm. Còn gì không? Dạ hết rồi. Có nói chung dễ. Rồi, để anh kiểm tra thử xem sao nha. Ồ, chào bạn gái. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương thế sao. Hơn 55 hả? Dạ không anh, em mới có 1m5 à. 1m5 đúng luôn, đúng tiêu chuẩn 1m5 được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ. Đúng rồi, nói chung chiều cao quan trọng là tấm lòng thôi em hả? Quất vô đôi dạng phân là dư 5 phân là... Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc hả? Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó khắm vô người, nó hôi luôn á. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao chứ hả? Dạ. Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm nha. Gì? Trời ơi, gì? Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Mà cái mùi... Anh là có mùi đàn ông hả? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt có bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Em ít khi ghen lắm. Bởi vì tại sao anh hỏi như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng, thành ra bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia, cũng có giao tiếp này kia, không ghen ha? Dạ. Rồi nước da thì cũng hơi trắng trắng chút, vậy cũng ổn rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Chịu không? Chịu. Chịu ha. Này, cho đàn gái qua coi mắt đàn trai với đàn trai bên đây hiền lắm à. Bên đây ta cũng chững chạc lắm á. Em chào chị. Trời. Đang sức mắt kiến à? Đang sức mắt kiến thôi. Xây qua xây ghê coi. Hơi ốm ha. Dạ đúng rồi, em hơi ốm. Có mùi gì không? Xa quá đâu có nghe được. Không có mùi. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì cái này phụ thuộc bên bạn nữ. Nếu mà hai người hợp á, thì lúc nào bạn nữ đồng ý là có thể tiến. Nhưng mà em có tính là lập nghiệp ở đâu? Tại bạn nữ chỉ muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em là cũng từ ngoài Bắc chuyển luôn. Ngày trước là em làm ngoài Bắc, em muốn lập nghiệp trong này nên em chuyển vào chi nhánh. Nhưng mà chị nghe là ba mẹ em ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi, em ở trên đây với cả mấy đứa em. Thì mình có ý định là về Vũng Tàu làm dâu không? Dạ không, nhà mẹ em không thích ở chung với con dâu không con cha. Thích luôn. Thỉnh thoảng gặp nhau thôi chứ thăm chơi thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Em đã sẵn sàng những gì cho đám cưới chưa? Nếu mà cho khoảng 6 tháng thì em nghĩ là
về cái phần chi phí mà đám cưới là em lo được. 6 tháng đến 8 tháng là ok. Còn nhà thì nhà em có một căn nhà nhỏ bên Tân Phú này. Có nhà bên Tân Phú luôn rồi. Rồi mấy anh em đang ở đó. Giỏi quá ha. Đâu, cái này không phải của em. Cái nhà chung mấy anh em Hùng hả? Dạ không, của ba mẹ. Của ba mẹ. Dạ. Mình phải sắp phấn đấu có một cái nhà riêng. Trong vài năm mình phải lên kế hoạch. Dạ, cái đó thì có, em cũng có kế hoạch. Nhưng mà khoảng 4 đến 5 năm nữa đúng thì rồi, nó phải sẽ, có kế hoạch. Nó tách ra rồi. Ta kỹ sư xây dựng, ta muốn xây đúng không? Ta xây còn gì đúng lo. Không? Phải xây cho người ta dễ rồi, xây cho riêng mình á thì mình phải có kế hoạch. Ha, chứ vợ con về ở đông đúc chật chội cũng đâu. Không, cái nhà đó cũng không đến bị chật lắm. À, bây giờ ở trọ thì cũng thời gian thôi, khi có dạ. Con phải có cái nơi ổn định cho con cái, đúng dạ, không? Đúng rồi. À, bạn nữ bên đây là thấy cũng hợp tiêu chuẩn của bạn đó. Nhưng mà có điều là có những bạn có cái tật xấu gì nãy giờ bạn chưa khai không? Tật xấu à? Em nhiều tật xấu lắm, cái gì cũng có đó. Nhưng mà nó lúc cái này lúc cái kia chị cái này lúc cái kia là sao? Cái gì mà nó bạn thấy ví dụ như tùy trường hợp mà nó có nó mới biết được tật xấu hay không thôi. Ví dụ chị phải ví dụ thì em mới biết được nó có hay không. Tôi nghĩ bạn mà bị ốm như vậy á là cũng lý do là bạn bị hút thuốc nhiều quá. Dạ, mà hút thuốc nhiều quá nó ảnh hưởng đến người xung quanh nữa. Đúng cho rồi. Nên là nếu như bây giờ bấm nút nè, hẹn hò nè. Dạ. Em nhắm bao lâu còn bỏ được thuốc? Tại em có hứa với mẹ em rồi. Hứa ngày mẹ xưa rồi. Mẹ là có nói là bỏ thuốc nhưng mà em hứa với mẹ là chừng nào mà con có người yêu mà xác định cưới á là lúc đó bỏ hẳn luôn. Rồi, không nữa. Rồi vậy là cái này ăn thua bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng, cũng cái này là cũng muốn lắm rồi nhưng mà chưa có động lực, chưa có dạ, động lực. Rồi, hy vọng là hôm nay sẽ có động lực bỏ thuốc lá. Cố lên nha em, cứu một dạ. Người và cứu cả nhiều người xung quanh. Dạ. Hôm nay mình đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em đi với ba em gái và đồng nghiệp, bạn thân, bạn cùng dãy trọ, đông lắm chị. Gia đình đi đông quá, dạ. Có ba em ha. Dạ, dạ cho gặp ba của mình bạn gái ạ. À. Chào chú. Chào chú. Chào chú cứ nói đi chú, được rồi chú. Dạ. Kính chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai. Dạ, khỏe. Chú Phú Yên vô lúc nào? Vô chiều hôm qua, lúc lên xe 6 giờ. Trời ơi, nghe con mình tham gia vô thăm liền đúng không? Dạ. Sắp xếp công việc đó tham gia. Dạ. Chú thấy con rể tương lai mình thế nào? Thì qua thông điệp chỗ Tuấn Anh thì tác phong thì chuẩn chạc. Tính cách thì qua giọng nói thì cũng có điểm hiền lành. Thì chú thấy rất được. Nếu mà hai đứa có tâm đầu thì sẽ tìm hiểu đến với nhau. Thì sao nữa ạ? Thành Tuyền thì cũng đã có công việc làm ổn định ở trong thành phố. Dạ. Nói chuyện dài câu chú đi. Dạ, chào chú. Chú cảm ơn hứa con. Gì chú đi. Hứa con. À, cháu hứa với chú nếu mà cháu và em có cơ hội tìm hiểu nhau và đi đến được cuối cùng thì cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em đó. Bằng hết sức, bằng chính cái khả năng của mình và hết sức mình có thể. Rồi, chú cảm ơn. Nhà chú Phú Yên đó. Dạ. Thích là Phú Yên không? Em thì không hiểu sao nhưng mấy năm trước em đi công tác ở em làm ở Quảng Ngãi ấy. Thì à. Cái mạng mà Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là em rất thích những người ở khu vực đấy. À, rất có ấn tượng đặc biệt với con người ở khu vực đấy. À. Đó. Người Phú Yên là dễ thương lắm á. Dạ em biết. Ở đó có hoa vàng, cỏ xanh đó chú hả? Rồi, vậy là chú ủng hộ con rể tương lai ha. Ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ em đi với một đứa em ruột và một đứa em họ. Em ruột hả? Dạ em ruột và em họ. Rồi cho gặp em. Có nhìn em ruột biết anh ruột nha. Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào các tường. Chào em. Chị và toàn thể mọi người trong trường quay hôm nay. Thì anh em á, nãy nếu mà nói về ưu điểm của anh em á, thì là anh em còn ở nhà á, thì là nếu mà những ngày mà anh ở nhà rảnh rỗi á, thì anh hay dọn dẹp nhà. Rồi với cả là nấu ăn ngon lắm, chị yên tâm. Anh em là nấu ăn số 1 đó chị. Hay quá. Thì rồi với cả anh em có cái nhược điểm là tại vì cái vấn đề công việc nhiều quá nên là cái không anh không có chăm lo cho bản thân lắm. Nên là đến giờ mới chưa có bạn gái lại. Và bên đây thì em thấy chị dễ thương và nói chuyện hiền và em thấy là cũng đầy đủ tiêu chí mà anh em muốn là một người của một người bạn gái. Và nếu mà em thấy anh chị mà nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau và nếu mà có duyên phận với nhau thì sẽ nên vợ anh chồng với nhau. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình đã khảo sát hết tất cả mọi thứ rồi, các bạn đã nghe giọng nói qua
cái hàng rào rồi. Vì chúng tôi sẽ mở hàng rào ra để các bạn tiếp cận gần hơn và chia sẻ nha. Rồi, mở hàng rào. Bắt đầu, mở hàng rào. Hàng rào mình có nhớ thôi, mở nhanh. Không nhớ thì mở lâu lắm. Thiếu nhớ. Mở hàng rào, ủa đâu rồi? Rào điều khiển tự động có hai cái tay với gạt gạt. Đó. Anh đâu gặp mặt anh coi có lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Dạ anh là người chững chạc, dạ, ít nói. Không, anh nói nhiều lắm á, chẳng qua không có cơ hội để anh nói nhiều thôi. Mở quà đi em. Hôm nay chị em thấy xin phép được giống như là mặc áo tình nhân vậy đó, mặc áo cặp vậy đó, rồi hộp quà cũng xanh luôn nữa, màu xanh hy vọng đó. Một đó. Ồ, đẹp quá. Dạ. Một bó hoa hồng. Dạ. Hoa, dạ, hoa sáp. Bằng sáp em. Đẹp quá. Hy cảm nhận món quà của bạn trai cũng có cơ hội, anh có cơ hội để tặng em nhiều đó hoa như thế này hơn. Lúc ấy nó sẽ không phải bằng sáp nữa mà nó là thật. Dạ, em cũng rất thích hoa sáp ạ. Ok, cảm. Thế công việc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ, công việc của em thì làm theo giờ hành chính. Dạ, từ 8 giờ tới 5 giờ. Em được nghỉ chủ nhật và chiều thứ bảy. Ủa mà em làm ở quận mấy hả? Vừa mới anh nghe thấy hình như Thủ em Đức. Em làm ở quận 9, em ở trọ ở Thủ Đức. Dạ. Dạ. Từ quận 9, chỗ em, anh thì cũng làm ở bên Thủ Đức. Dạ. Công trình cũng ở trên quận 9 với cả công trình thì quận 2, cũng đi chạy qua quận 9 Thủ Đức nhiều. Nhưng mà anh không dành đường đâu. Dạ. Nếu mà sau này công việc của anh ấy nó không phải cố định là giờ hành chính, và có thể là nó nhiều, có khi anh phải tăng ca, anh làm đến tối cơ. Thì không biết là cái lịch hẹn hò của em này, nếu mà mình có hẹn hò với nhau thì em sẽ hẹn được những thời gian nào để anh còn biết và sắp xếp. Cái đó là mình sẽ sắp xếp và tùy theo công việc ha. Dạ. Thì buổi tối thì em thường đi được từ mấy giờ đến mấy giờ? Như em trao đổi là từ sau 5 giờ thì em có thời gian á. Dạ. 5 giờ. Thì chủ nhật là em rảnh cả ngày đúng không? Dạ đúng rồi, chủ nhật thì em rảnh. Có khi chủ nhật mình sẽ đi chơi được nhiều hơn. Dạ. Em có dự định gì về cái kế hoạch ở cuộc sống của em trong tương lai không? Kế hoạch của em thì em sẽ lập gia đình ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây luôn. Gia đình em bây giờ là bố mấy cả, mọi người đều ở ngoài Phú Yên hả? Dạ, nhà em thì có bố mẹ, hai em gái, một em gái thì lấy chồng rồi. Còn một em gái là đang ở Phú Yên, đang ở trọ cùng với em. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nói đi, anh hỏi nhiều quá. Quan điểm tình yêu của em là hai người phải có sự tôn trọng lẫn nhau ạ. Nhà và tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì như thế nào? Anh á, anh nghĩ là nếu mà cái quan điểm tình yêu của anh nó không rõ ràng lắm, nhưng mà anh biết một điều là nếu mà yêu á thì là phải tin tưởng. Dạ. Và nếu mà anh yêu một người nào đó từ trước, anh sẽ dành hết tất cả tình cảm của người ta. Anh không, nói chung là anh cũng thích cái đẹp nhưng mà nó chỉ là lướt qua thôi. Còn nếu mà anh mà yêu người nào đó rồi á thì người đó chắc chắn là sẽ đẹp nhất trong mình rồi. Nhưng cái kia nó chỉ là gọi là mình yêu cái đẹp thì mình ngắm thôi. Dạ. Tại vì nhà anh có truyền thống là trung thủy, không có truyền thống là yêu nhiều người hoặc là như thế này thế kia. Đó. Em có thể chỉ anh cách làm rễ Phú Yên. Hỏi đi. Để làm em, rễ Phú Yên phải làm gì? Ví dụ như anh, em ở trong đây ấy, thì nhà em ở Phú Yên là bao lâu em phải về một lần? Thường thì em về thăm nhà là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là Tết thôi anh. Mà thế gia đình em cũng đơn giản lắm. Thế con rể Phú Yên thì phải làm những gì? Con rể Phú Yên thì cũng giống như những người con rể khác thôi, cũng đơn giản thôi anh. Về thăm nhà cùng với em chứ không có rể. Chỉ thăm nhà thôi hả? Dạ đúng rồi, thăm nhà. Tốt rồi nhà. Có thể trò chuyện với ba mẹ em. Nhiều lên thêm nhiều. Ba em rất thích trồng cây cảnh anh. Khi mấy chậu bông á, có thì anh phụ giúp cái đó cũng được. Để Phú Yên có khó chút xíu đi, để tưởng dễ nó về hoài đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Anh cũng có thích đi du lịch nhưng mà
ngày xưa thì còn đi nhiều nhưng bây giờ bạn bè nó lấy vợ hết rồi, đi với ai được, bây giờ anh toàn ở nhà. Tại vì em cũng rất thích đi du lịch đó, nếu như có thể thì em đã đi được những đâu rồi? À, em đi được một số khu vực ở trong ở Việt Nam và mấy nước Đông Nam Á ha. À, đi nước ngoài hả? Dạ. Anh dốt tiếng Anh lắm nên là anh ngại đi nước ngoài lắm. Tiếng Anh em thì cũng khá khá nên nếu như đi thì em sẽ lo cái đó. Không quá, đúng nguyện vọng rồi. Đấy. Nếu mà sau này nếu mà có cơ hội thì anh em đi sẽ đi du lịch nhiều hơn. Dạ. Quan điểm gì con trai con gái thế nào hai bạn? Em thích con trai con gái. Có con sau này hả anh? Nếu mà mình đến được thì em thích con trai con gái. Con trai con gái thì cũng được anh, tại vì con của mình chưa, đâu phải con của người khác đâu. Anh thì quan điểm của anh là anh thích giống con giống anh Linh là hai cô con gái. À con anh đau khổ lắm đó nha. Không, nhưng mà con gái hay anh thích con gái hơn nhà con trai. Em là ba đứa con gái hả? À, cũng vừa không sao cả, nhà anh ai cũng thích con gái hơn con trai. Dạ. À, nhưng mà thật sự là anh thích con gái như anh Linh hơn hai cô con gái. Rồi bây giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi, mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu thôi, cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, hoặc mình nhận xét về đối phương như thế nào. Dạ. Anh nói trước nhé. Dạ. Anh không nghĩ nhiều đâu. Con trai xây dựng thì nó hơi khô khan, nó cũng không có lãng mạn, nhưng mà nếu mà mình hẹn hò với nhau á thì anh nghĩ là anh sẽ dành tất cả những cái gì mà anh có thể làm được cho người mình yêu, và hy vọng là nếu mà anh tin là nếu mà mình tìm hiểu kỹ mà đi được đến với nhau á, anh có thể chăm lo cho em được. Dạ. Ừ. Gái cũng nói gì vậy? Dạ, nếu như mà có thể là hãy cho nhau một cơ hội ạ. Rồi, yên tâm, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Anh ấy sẽ xây dựng cho em một ngôi nhà tình yêu. Ở nơi đó có tiếng cười của trẻ thơ, ở nơi đó có đầy đủ những điều mà em muốn. Đặt tay vào nút bấm. Để tay vào nút bấm của chàng trai bên kia, tay trái. Sau khi trò chuyện, sau khi khảo sát hai bên gia đình, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Bởi đây là tình yêu, là hạnh phúc của các bạn. Chúng ta hãy bấm nút vì trái tim của mình. Cơ hội chỉ có một, bấm hay không bấm. 3 tiếng đếm, các bạn quyết điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là xứng đôi. Âm tài nhau. Sự trùng hợp. Rồi, ha. Đôi bây đó. Giờ đó là bắt đầu là xin phép chú nè. Ngày hôm nay chính thức tại bạn muốn hẹn hò tại giờ này, xin chú là cho phép chúng con quen nhau và tìm hiểu nhau. Và xin phép chú con hung bạn gái con gái. Cháu xin phép chú từ bây giờ là cho cháu được phép tìm hiểu bạn. Còn với nữa. Cháu xin phép được hôn bạn. Chú đồng ý. Chú đồng ý luôn. Đó. Cháu xin phép bạn. Thôi dễ thương quá. Phải nói tất cả các bậc cha mẹ đều rất hạnh phúc trong giờ phút này. Có thể nói đây là một cơ hội để các bạn có thể tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Được sự ủng hộ của gia đình, của tất cả mọi người.